Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, tại vì mình nói là mình sẽ phân tích từ hai cái định nghĩa, cái định nghĩa âm và cái định nghĩa dương. Thì hướng tâm sao gọi là hướng tâm? Đó là mình phải nghiệm lại, ví dụ như một hạt lúa, hạt mè, con trái chuối, con trái bưởi hay đại khái là vậy, trái chuối đi nữa, trái chuối thì bây giờ là cái giai đoạn nào nó âm, giai đoạn nào nó dương. Nó ly tâm là cái gì? Rồi cái thứ hai nó phớt tán là cái gì? Hiểu không? Phải hiểu cho rõ cái từ phớt tán đây, hiểu hết không? Mà nói thiệt cái từ phớt tán hiểu hết không? Chưa chắc mấy người hiểu rồi. Cái trương nở thì dễ hiểu rồi đúng không? Nhưng mà từ phớt tán nó rộng hơn trương nở, nó cũng dạng như trương nở nhưng mà nó rộng hơn. Phớt tán tức là nó rộng lắm. Thì phớt tán nó mới nối được cái từ ly tâm vô cực nha. Ly tâm nhưng mà nó không phớt tán thì nó không thành ly tâm vô cực, nó phải phớt tán, tức là nó rộng đến mức độ mà không còn biên giới luôn thì mới dùng cái từ gọi là phớt tán. Giống như mình ly tâm, mình ly hương vậy, chưa phải phớt tán là một cái dạng khác. Giống như thì bây giờ bị ví dụ cái phớt tán là cái gì? Phớt tán nó có ví dụ như thế nào? Rồi nó ly tan là nó như thế nào? Hiểu không? Hư hoại là cái kết cục của cái đó, nhưng mà hư hoại là cái từ nó không được xài đối với mình. Đối với mình nói rồi là âm dương nó, tất cả vạn vật nó chuyển tiếp từ trạng thái này sang trạng thái khác, chứ nó không có cái chuyện hư hoại và chết chóc ở đây. Mình nếu mình hiểu theo cái nghĩa hư hoại chết chóc, mình sẽ không soi vấn đề ra tới tận cùng đâu. Mình phải phân biệt là khi mình nói tới định luật, mình nói tới định lý thì nó là định lực, nó là định lý. Còn đang nói là định nghĩa, mà định nghĩa là nó phải chính xác của âm và dương. Trong cái định nghĩa này mà không có rõ ràng á hả, là không nói âm dương lâu được đâu. Thành ra kéo dài thời gian là vì lý do này, hiểu không? Mọi người đều phải nói một cách rất rõ ràng về âm dương. Những người nói rồi có thể tôi cũng kêu lại để đứng lên nói âm dương từng chữ một. Ví dụ như là nó ly tâm, nói ra được ly tâm. Ví dụ nó phớt tán, nói ra được ly phớt tán. Nó bành tướng, nói được cái chuyện bành tướng. Nó ly tan thì dễ rồi, ly tan rất là dễ. Như vậy là nó có hai cái từ mà, một là phớt tán, hai là bành tướng. Hai thằng này là hai thằng mà mình cần phải nói nè. Cái thứ ba, cái trương nở thì cũng dễ nói rồi. Trương nở nó có một cái chừng hằng nhất định, nhưng bành tướng là nó không có chừng hằng nhất định. Và cái phớt tán của nó cũng lại, cái từ phớt tán và cái từ bành tướng, hai cái từ rồi nghe nó có một cái gì đó. Nó rõ ràng là ta đã sử dụng hai từ thì chắc chắn có cái khác nhau. Thì mình phải phân biệt được cái từ phớt tán và cái từ bành tướng, đúng không? Đó, khi mình định nghĩa là đụng tới những cái từ chữ như là mình phải hiểu rất là rõ nó phải bành tướng là cái gì, nó trưng nở là cái gì, đó, rồi nó phớt tán là cái gì. Thì cả ba cái từ này mình phải nắm rất rõ. Ly tâm là cái cốt yếu rồi, rồi cho tới nó ly tâm, tới nó bành tướng, rồi tới nó phớt tán, rồi tới nó trương nở, rồi tới nó ly tan. Đó, tất cả những cái từ chữ này mình phải rất là rõ để bắt đầu nói tên này, bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ nè. Ly tâm là ly kiểu gì, sao gọi là ly, mình phải có cái ví dụ.
Thấy chưa? Mình phải rất rõ ràng tông nhân và dụ, và cái tông của nó là ly tâm, nhân của nó là ly tâm, là ly kiểu gì, sao gọi là ly tâm đó, mình phải trả lời được cái kiểu đó, ly kiểu nào, ly ra làm sao, hình thức ly của nó là cái gì đó, mình phải cho nó rõ ràng, tức là cái nhân. Và ví dụ thì khi bất kỳ một cái cách nói chuyện mình, dù là ít dù là nhiều, vấn đề lớn vấn đề nhỏ gì đó, vấn đề phụ hay là vấn đề chính, đều phải rất là gọi là chi tiết trong tông nhân dụ này. Mình không phải nói chuyện đây rồi mình nghỉ đâu, không phải là chuyện trả bài mà chuyện cả đời của mình đó. Đây là chuyện của cuộc đời mình đó. Nếu mình không có chính, không có phụ, không có tông, không có nhân, không có dụ, thì cách lý luận mình nó bị gãy. Cái này nó hay hơn, tại vì đạo Phật đã nói cái này từ ngàn xưa rồi, sau này dân học phát triển nó mới nói cái này kia, rồi mở bài thân bài sẽ kết luận, rồi chánh ngữ, vị ngữ gì đó, tạng ngữ gì đó, là tất cả những cái chuyện đó là cái chuyện mình không muốn đào sâu, mà mình muốn bám chặt theo cái lý luận của cái ngũ minh Phật giáo, và trong đó có cái nhân minh luận. Và cái nhân minh luận là mình phải rất là rõ, rất là rành, thì sau này mình đi đâu mình nói chuyện, người ta nghe người ta biết mình là cái người có cái sự hiểu biết. Mặc dù mình không học đâu hết trơn á, nhưng mà tôi nói đó có tông, có nhân, có dụ liền. Từ cái giới trí thức cho giới bình dân, họ không thể nào bắt bẻ mình được. Nhưng mà mình lộn cái này, mình sơ hở cái này, họ có thể bắt bẻ mình. Sau này viết một bài văn cũng vậy. Thì khi mà nói tới tông nhân dụ thì mình cũng bắt đầu mình tập viết, bắt đầu mình tập nói theo cái kiểu này cho nó thật là rành mạch, thật là rõ ràng. Vì bất kỳ một cái sự thành công lớn nào á, thì nó cũng phải bằng cái sự nhở nhiệm. Tôi chưa nói tới là cái núi Tu Di thì nó cũng bằng gì? Bằng những cái hạt nhỏ nguyên sơ. Hiểu chưa? Cho nên tất cả cái sự hình thành lớn nào mà mình gọi là mình bỏ qua những cái chi tiết nhỏ là mình đã sai từ cái gốc. Mình không thành công được cái gì hết. Nên nhớ điều này. Cho nên nhìn tất cả các vật chất dù nó to lớn tới đâu, hiểu không? Thì nó cũng phải thành tựu bằng những cái hạt nguyên sơ rất là nhỏ. Do đó muốn thành tựu việc lớn là phải nền tảng từ cái cực nhỏ. Và sau này mình sẽ nhìn thấy, mình quan sát mọi vật đến một cái chỗ mà cái vật mà nó đẹp. Mình ví dụ một chiếc xe đạp nó đẹp đi, hiểu chưa? Thì không có thể bỏ qua được cái gì, ngay cả con ốc vít rất là nhỏ trong chiếc xe nó phải đẹp thì chiếc xe nó mới đẹp. Bây giờ sơn màu nó đẹp làm gì, bề ngoài nó đẹp mà mấy cái con vít ở trong nó xét thì nó thành đẹp không? Hoặc nó méo mó, nó dở, nó thì không thành cái xe nguyên vẹn. Cho nên muốn hình thành nguyên vẹn mà đẹp đẽ mà được người ta gọi là có xăm soi cỡ nào đi nữa thì từng cái chi chít nhỏ của nó vẫn phải đẹp. Nó mới đạt được cái đẹp tuyệt đối. Bây giờ là khi mà họ đã phân tích hết tất cả các vật chất ở trong cái vũ trụ này, thì người ta thể phát hiện ra là kim cương đẹp. Vì lý do gì? Đó, tới lúc đó mình sẽ nói về cái phân tử kim cương nó rằng sao. Nếu muốn đụng tới cái gì mình phải phân tích cái đó ra. Mình phải tập mình như vậy chứ không có được quyền lý luận theo kiểu của người khác là một cái sai. Sau dần dần mình sẽ học như vậy đó. Qua cái phần định nghĩa này để coi mình có cái gì nó mới cho riêng mình không? Mới cho riêng mình nhưng mà phải thực sự chuẩn xác chứ không phải ví dụ kiểu mà nó không có đâu ra đâu trên trời dưới đất như nãy là cũng không có được. Hiểu không? Mình nên nhớ là khi mình nói vấn đề trở lại vấn đề là thứ nhất là cái gì? Nếu mà nhìn về mặt bao quát, về năng lượng nó phải tương ưng nè, rồi tần sóng dao động nó phải tương ưng nè, mình để ý đi có phải vậy không? Rồi là đẳng cấp nó phải tương ưng nè, thấy chưa? Rồi là môi trường phải tương ưng nè, hình thể phải tương ưng nè. Tất cả mọi cái đều mình thấy tương ưng, nó mới khế ứng, nó mới đồng điệu, đồng đẳng. Còn nếu mà không tương ưng, mình thấy nó cũng chổi lắm. Ví dụ ra đường mình thấy, ủa thằng cha thấy sang quá, đi với con nhỏ con nó kỳ cục quá. Tự nhiên mình thấy nó cũng chổi, hoặc là các bà đã sang quá, đi với thằng cha nó giống thằng trộm trâu quá.
Ở đời người ta nói gì đó, hoa lài cấm bả cứ trâu gì đó, nó cũng giống giống vậy, tức là nó không có tương, nó không có đồng đẳng. Hiểu chưa? Từ không đồng đẳng là xã hội họ đã không chấp nhận cái kiểu đó rồi. Và mình cũng vậy, mình từ cái chuyện của người ta mình suy ngược lại cái chuyện của mình, là khi mình lý luận một cái gì mà nó không có đồng điệu trong cái cách nói của mình thì người ta biết mình là cái đầu mình đã có vấn đề, học bên phải, học bên trái có vấn đề. Cho nên mình học cân bằng, tức là khi mà mình đã học về âm dương rồi á, thì tất cả những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống này chúng ta phải cân bằng. Nên nhớ điều này, bị cái gì chút đi, tự nhiên mình nhức đầu. Nhức đầu thì mình nghĩ là mình trên phần đầu là cái phần âm. Phần đầu phần âm, đúng không? Thì bị đau đầu là do mình ăn cái gì, uống cái gì. Cái đầu mình khi bị nhức nó lại vì cái gì? Nó căng nó nhức hay nó đau xói ở trong nó nhức? Mình lắng nghe mình sẽ thấy rằng nó bị cái gì đó nó căng, nó giống như muốn vỡ cái đầu mình ra, nó nhức, hoặc là nó xói nó nhức, hoặc là nó nhức một bên, hoặc nó nhức trước, hoặc nó nhức sau gì đó, ví dụ vậy. Thì mỗi một lần nhức đầu mình nghiệm ra, mình nghiệm ra là do mình căng thẳng đầu óc mình theo cái kiểu mình suy tư, mình nghĩ tưởng, mình tính toán, mình sợ hãi cái gì đó khiến cho cái đầu óc mình lo toan, mình tính toán nhiều thứ quá cho nên cái đầu mình nó căng thẳng, ví dụ vậy đi. Thì nó là một dạng. Nhưng mà trước khi mình căng thẳng đó, mình phải coi lại là về nói về ăn dương, nói về ăn uống đó, một là cái tâm của mình, thứ hai là hơi thở của mình, cái thứ ba là mình phải xét ba phương diện, một là tâm, hai là hơi thở, ba là thức ăn. Thế mình nghiệm lại từ đó, ngược lại ngày trước coi mình mất quân bình âm dương theo cái ăn, cái uống, cái thở, cái nghỉ không, ngược lại giờ trước, ngược lại ngược lại cái mình phát hiện mình thấy là liên tục ba ngày hôm nay mình ăn trái cây nhiều quá, ví dụ vậy. Mà do ăn trái cây nhiều quá, ăn đồ lạc âm nhiều quá gì đó sẽ dẫn tới nhức đầu, thì là ngưng cái vụ trái cây là mình sẽ hết nhức đầu. Thì mình cũng phải có cái suy tư đau phần trên là như thế nào, đau phần giữa như thế nào, đau phần dưới là như thế nào, thì mình cũng phải có một cái lý luận cho mình. Nhưng mà đó bắt đầu tới cái phần áp dụng âm dương. Thật ra khi mình thấy là hai người sẽ dĩ chơi thân với nhau là cái gì, ở đời nó có cái câu là đồng thanh tương ứng, đồng chí trương cầu, đúng không? Thì mình thấy rõ ràng là hai người đó chơi với nhau là nó có một cái gì nó đồng đồng, nó mới chơi lâu, nó chơi bền được. Còn không đồng nhau là gặp nhau một chút là kể như nghỉ chơi à. Không có lâu. Nói chuyện là tại vì lỡ phải ngồi chung bàn cho đứng lên là không có xin số điện thoại, không thèm làm quen lần thứ hai, đúng không? Là rõ ràng với mình với người đó là nó không có đồng cái đẳng cấp, không đồng cái tư duy. Và nói theo đạo Phật thì nghiệp nó cũng không có cái gì tương đồng, cho nên không có gắn kết được. Thành ra khi mình ví dụ bất kỳ một cái gì ấy, thứ nhất là ở nơi mình phải nghĩ cái chuyện cân bằng trong cái ví dụ âm và dương của mình nó cân bằng, hoặc là ví dụ âm với âm cũng phải là hai cái tương đối cân bằng, dương với dương cũng là hai cái tương đối cân bằng. Phải tập thực sự như vậy kể từ bây giờ. Cái này là không phải mình học để mình hiểu theo cái kiểu chơi rồi mình đã bài xong rồi mình thôi, mà cái này là cái xây dựng cả cuộc đời còn lại của mình, xây dựng cái nền tảng sống của mình còn lại trong cuộc đời này. Phải nói một câu như vậy á, nếu mà hiểu rõ âm dương là mình sẽ hiểu rõ cái gốc để sinh ra vạn vật vũ trụ này. Thì vậy là mình còn đang sống thì bất kỳ một cái việc nhỏ nào xảy ra mà không có âm dương, nếu âm thiên tịch thì nó sẽ đi sai, mất cân bằng, mất cân đối thì mọi việc nó sẽ gãy đổ. Cho nên dứt khoát là phải cân bằng bằng mọi giá. Thì như vậy là mình phải, kể từ khi mình học cái này, mình thấy được cái giá trị của âm dương rồi, bây giờ quyết định trong cuộc đời này mình sẽ cân bằng mọi thứ của chính mình: thân, hơi thở và thực phẩm, tức là máu của mình, khí thở của mình và cái tâm của mình. Ba cái này nó quyết định cho cái sự cân bằng trong đời này của mình. Thì trong mọi vấn đề, ví dụ mình tâm mình một chút suy nghĩ của mình thôi, chút xíu suy nghĩ của mình thôi, mình thấy nó lượt rồi. Tại mình hiểu là bây giờ nói về tâm thì giờ cái tâm nào là tâm dương, tâm nào là tâm âm thì mình cũng nói tùm lum rồi, đúng không? Nhưng mà chưa ai nói cái tâm quân bình. Đúng không? Bây giờ cái lạc quan yêu đời là âm hay dương? Cái bi quan là âm hay dương? Thì giữa cái lạc quan
và cái bi quan thì cái gì là quân bình? Chưa có câu trả lời đúng không? Tại mình chưa từng quân bình cho nên mình không thấy, không có câu trả lời đó. Đúng không? Năng động là dương, thụ động là âm, thì như thế nào gọi là quân bình? Mình vẫn chưa có câu trả lời này. Tức là hôm nay đứng lên định nghĩa nói này nói kia, chứ bây giờ nói cái quân bình là không ai biết nói không? Đúng vậy? Như giờ chạy à, mình đi đi nhanh là dương, mà đi cà rạch cà tan cà rè là âm, thì đi như thế nào gọi là quân bình? Đó, thì mình phải ra cái chuyện đó thì mình mới cân bằng mình được. Tức là khi mình nói âm, khi mình nói dương thì mình phải nói cái quân bình. Như vậy là cái ví dụ như năng động và thụ động thì mình biết rõ rồi, nhưng mà giữa cái năng động và cái thụ động là cái gì? Nói bây giờ cái lạc quan, cái bi quan, thì cái chính giữa nó là cái gì? Không, ví dụ như bây giờ một người nè, vô bàn ngồi, vô bàn ngồi đi, mình thấy bàn có ba người ngồi nói chuyện, mình quan sát mình biết, sẽ nhận ra có một cha nào quân bình, mình nhìn biết liền à, cha nào nói vô lô vô la, rồi đó là cười khố khố, người này thì nói từ từ, nói người đợi nó nói một tiếng lâu mình chết, hỏi nó anh tên gì anh. tôi tên này, nó rất là chậm và chọc nó cười, cái người ta cười rồi cái nó mới cười được có một tiếng à, đúng không? Trong khi đó có một người rất là trầm tĩnh, nói đâu rõ ràng rành mạch câu đó, người ta cười, người ta cũng cười vừa phải thôi, chứ không cười rần rần giống như cái thằng kia, không có bò mò giống như này. Thì vậy là cha này có vẻ trầm tĩnh rồi, thì trầm tĩnh nó mới cân bằng. Còn lăng xăng lộn xộn mà dương, nhưng mà trầm địch tức là âm, ví dụ vậy thì mình sẽ nhìn ra vấn đề đó. Trong cái đi của họ, trong cái đứng của họ vậy, người đứng nghiêng phải, người đứng nghiêng bên trái, ví dụ rõ nhất là mang chiếc dép á, mà nhìn cái đế, cái gót á, nếu mà nó nghiêng bên ngoài á thì người đó rất là âm, nghiêng bên trong dương mà nó mòn giữa cái gót là quân bình, ví dụ vậy đi. Mà cái chuyện mà mòn giữa gót hiếm lắm, nó thường là nó mòn phía ngoài nhiều hơn là mòn ở trong, hiếm có cái người mòn ở trong lắm. Vẫn có, hồi xưa tôi để ý gót dài số rồi vẫn có mòn mấy bên trong, ví dụ vậy đó. Và cái kiểu nói của họ thì họ nói chuyện vui, họ nói chuyện buồn, và họ nói chuyện không vui không buồn, họ nói chuyện sâu sắc, họ nói chuyện hời hợt, và họ nói chuyện rất là chuẩn mực, kiểu vậy đó. Tức là tất cả mọi cái mình phải nhận cho ra, thì khi mà mình chịu khó mình quan sát, chịu khó mình lắng nghe, chịu khó mình tư duy, và từ từ mình sẽ rút ra được kinh nghiệm. Mà mình để ý đi, cái thằng cha nào mà bóp chát mà dục chạc nói chuyện cười khô khố, tưởng nó lạc quan, nó yêu đời, nó thoải mái, nó có thể gọi là phóng khoáng này nọ nơi kia, nhưng mà nó càng dương chừng nào thì sao? Dương chừng nào thì nó thì sao? Thứ nhất là nó sẽ rất là mạnh mẽ nè, đúng không? Nó rất là hung bạo nè, nó rất là nóng nảy nè, đúng không? Có người âm thì nó thì sao? Nó nhút nhát, nó rụt rè, nó sợ hãi, nhưng mà nó rất là tàn nhẫn, nó rất là ích kỷ. Và những người âm họ giết người là mình khó đỡ lắm á. Đúng không? Mấy cái người mà đậm mạch nó hiền queo, cái gì nó cũng chiều, cái gì nó cũng dạ, cái gì nó cũng dân tiếp cận mình, đâm mình cái èo của mình ngã ra mình chết. Mà nó biết. Còn cái thằng Dương nó cầm dao nó xông tới, không có vụ lén lén. Để ý đi, cái cách giết người của người âm và người Dương giết người nó khác. Tại sao hồi xưa á, là nó chọn Kinh Kha đi ám sát Trần Thủy Hoàng? Anh Kinh Kha không phải anh âm, nhưng mà anh trầm tĩnh. Tức là giận không đổi sắc mặt. Đứng trước cái chuyện nguy hiểm là không đổi cái thần sắc của mình, là hàng này tương đối quân bình đó. Thấy chưa? Thì rõ ràng là nó có khả năng nó giết được Trần Thiên Hoàng, nhưng mà tới cái phút cuối nó bị vì một cái chút xíu là cái gì? Tới lúc đó là cái lúc mà mình thấy rằng cái thần, cái thời, cái thần
cái mệnh ở ba cái đó nó quyết định. Cái mệnh ảnh lúc đó anh chưa chết, ảnh cái thời ảnh còn hưng vượng, Trần Thế Quang cái thời nó còn rất là vượng, cho nên cái thần lớn hơn cái thần của anh Kinh Kha. Anh Kinh Kha anh xét nó bên rồi, coi như đi lên lúc lắc một cái là anh kia chết, anh kia đứng trợn mắt về một cái tự nhiên cũng đâm được. Nó mệnh nó lớn hơn nữa, nó mệnh vua mày ăn lính nó chấp mày đâm á. Đâm tự nhiên kiếm nó cũng lệch bên, nó ngộ lắm. Đám chính xác 100% ra chiêu là trúng tâm sẽ chết. Nhưng mà cái mệnh của người ta chưa chết, cái thần người ta còn vững, cái thời người ta còn mạnh, đâm trợt kiếm mình. Thì cái đó là cái gì? Đó là nó nói là cái đó là cái dương từ đâu ra, sau này mình sẽ giải thích á. Sở dĩ mình ta còn tồn cái đó là tồn cái nội lực, tồn cái dương khí, tồn cái gì đó rồi mình sẽ nói. Tức là hướng tâm mà mình sẽ nói tới cái vụ mà nó tồn tới nội lực, tồn tới tự tâm để nó ra cái gì. Thì chuyện đó là cái chuyện mà mình đi sâu vào âm dương, mình sẽ nói rất là hấp dẫn những cái chuyện này. Để mình thấy rằng âm dương nó không có đơn giản đâu. Âm dương rất là phải nói là cái gì đó, nó vừa sâu, nó vừa rộng, nó vừa siêu, nó vừa chi chích và nó vừa mênh mông trùm khắp. Khi mà học âm dương là mình phải hiểu tới đó. Nhớ phải học cho hết. Một là ly tâm, ba cái vấn đề quan trọng. Một là ly tâm, thứ hai là phết tán, thứ ba là bành tướng, thứ tư là trương nở. Tất cả những cái này đều phải học và phải nắm cho rõ, hiểu không? Yeah. Những cái từ chính xác, một là ly tâm là cái chính rồi. Ly tâm nó sẽ trương nở là cái thứ hai. Thứ ba nó sẽ phết tán. Thứ tư nó sẽ bành tướng. Hiểu không? Bốn cái từ chính này. Cái thứ năm là cái ly tan. Cái ly tan là cái cuối cùng, tại vì nó ở cuối rồi. Thì vậy là năm cái này để nói về cái âm thì mình phải học đi học lại, và con chịu khó con suy gẫm, và phải có một cái sự hiểu biết chính chắn về nó, phải có ví dụ rõ ràng. Đó là mấy người phát biểu sau nên nhớ những cái điều này. Nói phải nói tới. Biết nói tới đó được rồi đó, nhưng mà giờ quát là tâm chưa? Dạ. Quát nó còn thành là đơn vị không? Khi đi vào nhân, cái neutron và cái proton là hai cái đúng không? Thì mình được quyền dùng cái từ nó là đơn vị, nhưng mà tới quát thì nó còn đơn vị không? Mà cái quát là nó hết đơn vị, nó hết thành vật chất rồi. Thì nó là một cái trạng thái, nó là cái trạng thái khác rồi. À, cho nên mình nói ví dụ như mình nói cái proton và cái neutron nhân đó mình dừng được, tại tới cái quát là cái giới hạn mà máy móc không thể cân đo đong đếm được nữa. Không có máy nào đo cái quát lại gì, tại nên nó thành không. Tới đó nó không còn là đơn vị của vật chất nữa, mà nó là một cái chuyện khác, nó là năng lượng, nó là tâm linh, nó là chuyện khác rồi. Thì tới đó là cái giới hạn của khoa học. Cho nên mình không có dùng cái từ quát có nghĩa là cái gì? Là vật chất. Và nó cũng cái vật chất nó mới được dùng cái từ tới đơn vị của nó là được gọi là vật chất, nhưng mà nó là giới hạn của vật chất, nó không phải là vật chất thì nó không có thành đơn vị. Cho nên khi mình nói cái từ đó mình phải nói cho chính xác là cái này nó không phải là đơn vị. Cho nên nói nó là đơn vị là mình đã không hiểu nó. Không phải không hiểu gì mà là sai trầm trọng, chứ không phải không hiểu. Nó đi tới đâu là mình phải chính xác tới đó, còn mình không biết cái mình dừng ở đó đi, đó là giới hạn của mình, đúng không? Là không được quyền đụng tới nữa, tại vì khoa học đã giới hạn mà mình không có cái trí để ra ngoài vật chất thì mình không thấy nó là cái gì. Ngang đó mình dừng, khoa học giới hạn thì mình cũng không hơn khoa học đâu, mình giới hạn luôn đi. Và rõ ràng chỗ này khoa học chưa từng dùng nó là đơn vị, đúng không? Không có sách vở nào mà nói cái quát là đơn vị hết đó. Mà proton được gọi là đơn vị, neutron được gọi là đơn vị thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà đã là phân tử thì nó không còn đơn vị nữa, mà nó là hợp chất rồi. Là khác, nó là hỗn hợp, nó là hợp chất. Đã nó đã có âm có dương thì nó không là đơn vị nữa, hiểu không? Đơn vị là một cái gì đó nó không có thành âm thành dương, thành âm thành dương. Mặc dù nó là nguyên tử nhưng mà phân tích nó ra là nó có bên ngoài thì nó có nhân của nguyên tử đó, đúng không? Và ngay cả nguyên tử đi nữa thì phân ra nó cũng có proton và neutron. Và proton được chia thành hai cực nữa. Thì vậy là nó là cái đơn vị cực nhỏ, cái cực vi, cái tiền nguyên tử, cái tiền nguyên tố của nó thì nó được xếp vào đơn vị. Nhưng mà nó đã thành một nguyên tử rồi, nó còn đơn vị, nó không có đơn nữa. Nhìn ở một góc độ nào đó nó là một,
Nhưng mà thực sự nó đã là hai, đã là nhiều rồi thì nó không có đơn nữa. Và nhiều phân tử, nhiều nguyên tử biến thành phân tử. Và phân tử nó là hợp chất của, nó là hợp của nhiều nguyên tử. Giống như một nguyên tử nó là hợp của âm và dương. Đó, thì vậy là nói tới cái đơn vị cực vi của nó là mình không còn chia chẻ ra được nữa thì nó mới thành đơn vị. Còn đã chia chẻ thì nó không có đơn mà nó lại là đôi rồi. Khi mà mình nói ở từng giai đoạn của nó, ví dụ nó trở thành một nguyên tử, thì đó với một góc nhìn của người ta nó là một nguyên tử thôi, thì nhìn góc thô hơn thì nó là một đơn vị. Ví dụ như nó là một tế bào, nhưng mà thực sự tế bào này á, thì trong đó nó có rất là nhiều. Nó có một là cái gì, cái gì bao, cái màng bao tế bào phải không, rồi nó còn dịch nội bào, nó còn dịch ngoại bào, nó còn nhân của tế bào, và trong nhân tế bào nó có nhiễm sắc thể, trong nhiễm sắc thể nó có ADN của nó, trong cái ADN của nó qua tới cái lượng tử nó bắt đầu phân ra cho tới cái proton và cái neutron ở trong đó. Tức là trong cái thế giới lượng tử nó rất là nhỏ, cực vi rồi. Thì vậy là trước khi mà người ta thấy được cái nhiễm sắc thể của nó, hiểu chưa, của một tế bào, thì bắt đầu là nó tới cái phần mà micromet, rồi tới nano của nó, là tới cái phần nhỏ, qua mới tới thế giới điện tử, mới qua phân nhỏ vô trong. Thì những cái phần này á, là những cái phần mà nó thuộc về máy móc, vô kiểu khoa học công nghệ rồi. Nếu mình không rành thì thôi mà nói ngoài chơi đi, đừng có đi sâu. Đi sâu rồi phải biết tới cái chiều sâu của nó là tới đâu, và mỗi một cái nhịp nó vô là nó thuộc cái lĩnh vực nào. Ví dụ như hạt gạo mình xay thành bột, đúng không? Hạt bột mà mặt mắt mình có thể thấy được thì nó là bao nhiêu micromet, đúng không? Nhưng mà xay nhuyễn nó nữa, tức là có một cái lối máy mà nó không phải là xay nó, để xay nó không có phá vỡ, mà nó thuộc cái dạng mà âm dương nó sẽ phá vỡ thành cái nano, tức là bột mịn nano. Bột mịn nano thì nó không có xay bằng máy đâu. Ví dụ như nó lấy cái hạt gạo của mình, hiểu không? Nó cho âm khoảng 70-80 độ rồi đó, và nó cho dương đột ngột thì nó bùng vỡ nano. Nó bùng vỡ nano từ cái hạt cực mịn, cực nhỏ. Cái đó đó, khi mà nó đã bùng vỡ nano thì nó nhỏ hơn tế bào của mình. Và chính cái bột này mới là bột bổ mà thế giới này không biết mấy cái công nghệ nó có thể làm tới nè. Chỉ có những cái nước tiên tiến Mỹ, châu Âu nó có khả năng, châu Á mình không biết nó có làm nổi mấy cái này không. Ví dụ như bây giờ nó, cái hạt gạo là, cái này ví dụ thôi nha, ví dụ như một hạt gạo của nó là nó chứa khoảng 10 cái vitamin đi, mà nhiệt lên tới quá 30 độ đã bắt đầu chết dần dần, lên tới 50 độ, lên tới 70 độ là hoàn toàn vitamin nó chết hết. Mà bây giờ là nói hạt cốc loại nó bổ thì nó có bổ hay không? Xin thưa là có, nhưng mà người ta khác khai thác tới cái bổ tận cùng của cái hạt cốc loại là cái gì. Khi người ta xay bột, thứ nhất là ta sẽ, thứ nhất là ta phải giữ được cái vitamin và cái khoáng chất của nó. Mà muốn giữ vitamin và khoáng chất của nó là không gia nhiệt. Đây là những cái chuyện mình phải nói về cái sữa nè. Bây giờ bất kỳ cái gì mà nó ma sát thì nó sẽ gia nhiệt. Nhiệt không phải tăng tự nhiên, mà khi ma sát nó sẽ tăng cái nhiệt lên. Cái thứ hai nữa là gì? Cái dòng tua của cái máy xay. Ở đây mình nói để mà nói một chút về khoa học về sữa bột cho mọi người thấy mình uống sữa không có bổ nhiều đâu. Cái dòng tua của nó, có những cái máy mà nó quay cái rồi tua nó hàng triệu dòng trong một phút, hàng mấy trăm ngàn dòng trong một giây, thì nó sẽ làm cái gì? Đang là cái dòng xoắn ốc, mình đang nói cái dòng xoắn ốc nè, lý luận dòng xoắn ốc sau mình tính tới chừng đó mình mới nói, nhưng mà tại cái này lỡ mình nói cho người ta nghe chơi chút chơi vui. Mỗi một cái sự vật, mỗi một sự việc nó có một cái dòng xoắn ốc riêng của nó, đúng không? Thì cái dòng xoắn ốc của một hạt gạo, ví dụ nha, ví dụ là bây giờ nó một phút á, một phút nó quay có 2-3 vòng à. Bây giờ tự nhiên nó đưa vô máy một phút chơi tới 1 triệu vòng, hiểu không? Nó bị quay tới 1 triệu vòng, tức là nó đã bị phá vỡ cái cấu trúc của dòng xoắn ốc trước. Tôi chưa nói tới cái chuyện khác, tôi đang nói tới dòng xoắn ốc nó đã bị phá vỡ rồi.
mà dùng cái dòng sông ốc của cái sự vật, sự thể nó đã bị phá vỡ rồi thì tất cả mọi cái nó sẽ bị phá vỡ sau. Đi rồi mình sẽ bị đảo lộn năng lượng của cái dòng sông ốc đó đã bị phá vỡ thì nó bị đảo lộn. Nó bị đảo lộn thì là gì? Nó không có giữ nguyên cái cấu trúc phân tử ban đầu của nó. Nó không giữ nguyên cấu trúc, nó bị phá vỡ rồi. Và cấu trúc đó nó sẽ hình thành cái gì khi để ăn vào? Thì trong cấu trúc nó có là cái protein, nó có khoáng chất, nó có chất béo, nó có đạm gì đó trong đó, nhưng mà nó đã bị phá vỡ, nó bị vỡ toan, nó không có còn giữ được. Ví dụ như mà học một hạt bột thì trong đó nó có bao nhiêu cái protein nè, có bao nhiêu cái vitamin nè, nó có bao nhiêu cái đạm nè, có bao nhiêu chất béo nè, thấy không? Thì cái chất béo đó nó sẽ phù hợp, cái chất đạm nó cũng phù hợp, cũng như là vitamin nó phù hợp cho cái dinh dưỡng của một tế bào. Khi mà nó được nhập vô tế bào thì tất cả cái đó là được tế bào nó hấp thu một cách trọn vẹn thì nó mới biến thành chất bổ. Còn lần này nó bị phá vỡ rồi, nó có khi nó dần mất vitamin ra, hoặc là cái đạm nó bị mất, hoặc là cái chất béo nó bị mất, cấu trúc nó bị phá vỡ. Cho nên khi mà uống vào thì nó sẽ qua cái quá trình biến dưỡng và nó bị thiếu chất béo, nó bị thiếu đạm, nó bị thiếu cái protein của nó. Cho nên mình uống vô á thì nó phải, cơ thể mình nó phải tổng hợp lại, hiểu không? Nó tổng hợp lại để nó gom cái vitamin lại, nó gom đạm lại, nó gom chất béo, nó mới thành một cái phân tử năng lượng phù hợp cho cái tế bào mình hấp thu. Thấy chưa? Thì khi mình đã bị phá vỡ rồi thì nó sẽ cực qua quá trình biến dưỡng đó. Nhưng mình nói tới cái chuyện nano, cái thằng hồi nãy rồi, nó nhỏ hơn màng bao tế bào. Khi nói tới nano là nó nhỏ bằng hàng trăm cái màng bao, màng lọc của tế bào. Và khi mà nó xuống nhiệt độ âm độ, đây là âm dương nó tận gốc cho nên nó mới bổ. Khi nó xuống đến cực âm, cái hạt này nó đang rất là dương, là xuống đến nhiệt độ cực âm là sao? Là nó lại cứng hơn nữa. Thấy chưa? Và bây giờ nó trở lại nhiệt độ đột ngột, đưa nó trở lại nhiệt độ đột ngột thì là nó bị phết tán, nó bị phân ly, nó bị bùng vỡ, trở thành nano. Hiểu chưa? Nano là cái hạt cực nhỏ. Thì vậy là cái hạt đó đó, hạt cực nhỏ mà nó nhỏ tới mức độ nano luôn á, nhỏ hơn cái micron nữa, bằng hàng 1/10 của cái micron nữa, thì nó là cực nhỏ mà nó lại giữ nguyên, tại vì nó không có bị cái dòng xoay kia, hiểu chưa? Nó không có bị cái rờ tua của máy, nó biến đổi năng lượng, nó phá vỡ. Gọi là phá vỡ năng lượng có nghĩa là vì là phá vỡ cái cấu trúc hình thành của một vật thể. Bất kỳ cấu trúc hình thành nào nó cũng có là đạm, nó cũng có chất béo, nó cũng có cái vitamin của nó mới thành chất bổ để nuôi tế bào, hiểu không? Không đủ cái này thì tế bào không có cái gì được gọi là bổ, là hấp thu. Thì cái hạt gạo, nếu mà những cái hạt ngũ cốc mà sai, mà nếu mà sai cái dạng nano đó đó, thì mình uống vào nó không cần qua cái dạng biến dưỡng nữa, mà nó ngấm thẳng vô tế bào luôn. Tại vì nó cực nhỏ rồi, cực nhỏ mà nó ngấm thẳng vô tế bào thì nó đầy đủ vitamin, nó đầy đủ đạm, nó đầy đủ chất béo, là tế bào hấp thu liền, thành ra nó rất là bổ. Nếu như mình gặp cái sữa mà nano, uống muỗng cùi hơi thôi thì bằng mình uống tới nửa ký bột luôn, tin nổi không? Nano mà, nó là cực nhỏ, nó bằng 1/1000 của phân tử, là nó nhỏ lắm. Cho nên mình uống ngày mình uống muỗng cà phê mà cái bột sữa nano thì bằng cái thằng kia nó uống nửa ký sữa. Sữa nano nó bổ vậy đó. Nó bổ lý do gì? Nhiều khi mình nói cái này bổ, cái kia bổ, mà tôi nói thiệt là không có mấy người hiểu cái bổ là cái gì. Trong đó bổ là cái gì? Bổ là cái gì? Bổ là cái gì? Tức là cái chất dinh dưỡng đó mà tế bào nó được hấp thu đầy đủ những cái chất cần thiết, là chất béo, là đạm, là cái gì đó, thì mới được gọi là bổ. Mà tế bào nó sau khi cái quá trình tiêu hóa của mình, nó qua quá trình biến dưỡng, nó phân tích, nó qua quá trình biến dưỡng để nó tạo thành đạm, nó tạo thành chất béo, nó tạo thành đường. Để chi? Để nó trôi dạt trong thành mạch máu nó mới tới tế bào. Và trong đó nó có một cái chất đường đi trong máu mình đi. Thì
trong tất cả các cửa ngõ của tế bào, nội tế bào nó giống như nó có cái cửa để mở, mở có cái miệng đó, nó hả ra để nó ăn thức ăn, gọi là cái cửa của nó đó. Và cái cửa này thì nó có một cái thằng gọi là insulin, nó mới mở cửa tế bào, thằng đường nó mới lọt vô được, hiểu không? Những người bị tiểu đường, những người bị tiểu đường á là những người mà thứ nhất là cái lượng insulin họ không có, từ cái tụy tạng nó bị bệnh, nó không có khả năng tiết insulin đủ, chứ không phải là nó không có insulin, nó không có tiết đủ insulin. Thì nó có thể nó ở chỗ nào đó, ở một cái vùng nào đó, nó mở cửa tế bào cho lượng đường vào. Nhưng mà nếu mà bây giờ nó không mở cửa thì đường nó không có tiêu hóa được, tế bào nó không có hấp thu đường để nó biến thành năng lượng được, là do nó thiếu hụt insulin. Thì người ta mới uống insulin, người ta mới chích insulin để cho nó cái tế bào nó hấp thu được cái lượng đường qua quá trình biến dưỡng của cơ thể của mình. Nhưng rồi á, khi mà mình vận động, mình vận động, sau bữa ăn mình vận động thì mình đốt năng lượng, thì tất cả những lượng đường bắt đầu nó đi ra ngoài, cơ bắp nó ra ngoài, cái đầu múc ngón tay ra ngoài cái gì đó, thì nó sẽ đốt bớt. Tức là nếu như đường mà nó nhập vô tế bào được, nó vào tế bào được thì nó sẽ biến thành năng lượng, thì nó đốt cháy đường, thì lượng đường sẽ hạ xuống trong máu của mình. Mình đo trong máu thì cái lượng đường nó xuống thấp. Nhưng bây giờ bữa nay nó thiếu insulin hoàn toàn, và ăn rồi không vận động nữa, đo thử coi đường lên tới 300-400 liền, mặc dù mình không có tiểu đường nhưng mình ăn rồi mình không có vận động. Và thực sự bữa nay không biết làm sao tụy tạng mình nó làm biến làm việc, cái lượng đường nó lên cao. Thì bây giờ là còn chuyện sao? Chuyện cuối cùng là cơ thể nó tổng hợp nước, nó đẩy cái này ra khiến cho thằng cha này đi tiểu hoài, đi tiểu nhiều. Mấy người tiểu đường là mình thấy từ đi tiểu mà sau bữa ăn họ đi tiểu rất là nhiều, và đi tiểu nhiều lần sau bữa ăn, hoặc là đi tiểu nhiều lần trong ngày, ví dụ vậy. Thì đó là những cái phần để sau này mình sẽ phân tích sâu. Nhưng mình muốn nói là cái chất bổ có nhiều khi người ta không hiểu. Sữa thì cực kỳ bổ, nếu là sữa ngũ cốc, không có cái gì có thể bổ hơn sữa ngũ cốc. Vì chất, những cái cấu trúc của những cái hạt ngũ cốc nó phù hợp với những cái chất, cái nhu cầu cần thiết là chất béo, là đạm, là nó có một cái phần đường ở trong đó nữa, đạm, đường, chất béo và cái đạm tức là cái protein của nó. Như vậy là nó đầy đủ tất cả những cái này, mà tế bào hấp thu được đầy đủ cái này thì mới được gọi là hấp thu được dưỡng chất. Rồi là cái hàng kia, một đó là nó cái gì? Một là nó đã bị phá vỡ cấu trúc của nó. Cái thứ hai là nó phải qua quá trình biến dưỡng, tức là qua quá trình tiêu hóa để biến dưỡng cái thực phẩm nó trở thành cái dinh dưỡng. Rồi thì nó cũng phân ra là đạm, là chất béo, là đường trôi dạt trong thành mạch máu mình, rồi nó đi tới tế bào hấp thu. Nhưng mà những cái hạt cực vi của mà nano là nó sẽ thâm nhập tại chỗ. Cho nên là sau này cái có những cái loại mà họ chế những cái loại thuốc rồi đó, cái viên thuốc nano có một chút xíu thôi, mà cái này đã sử dụng, tức là những cái loại đạm nano nè, rồi vitamin nano nè, rồi chất béo nano và đường nano, để dành cho những cái anh mà phi công á, không phải anh tàu vũ trụ giống phi công, mà anh uống lần viên tính tí xíu à, và đủ sinh hoạt cho một ngày, ví dụ như vậy. Thì đó là những cái chuyện mà của sâu trong dinh dưỡng. Cho nên khi mà mình đụng tới cái gì thì mình chịu khó, mình cũng phải tìm hiểu cho tới nó, còn không á là mình thấy cái này là tới đây mình đó, giống như khoa học tới cái chữ quát nó giới hạn đúng không? Nó biết cách nó dừng thì mình cũng khoa học chút, rồi tới đây mình thấy không xong rồi dừng. Đó, thì mình tập như vậy đi. Tức là những cái mà từ đây về sau, những cái suy luận, những cái mà suy tư của mình về một vấn đề nào đó, mình đang quán sát, mình đang phân tích vấn đề nào đó, tới đó mình thấy mù rồi, thôi dừng đi. Dừng không có nghĩa là chịu thua, nhưng mà tới đây là tôi không biết, là tôi biết là tôi giới hạn rồi. Thì bây giờ muốn mở cái giới hạn này bằng cách nào? Đó, bằng cách là mình học lại âm dương, mình nghiên cứu lại, mình nghiên cứu lại cái định nghĩa. Tôi nói cái định nghĩa này nó hay kinh khủng lắm. Ví dụ sẽ bám sát cái định nghĩa này để mình có thể ứng dụng cho toàn bộ cái cuộc sống còn lại của mình. Cái ly tâm, cái cầu tâm này đừng có dẫn chơi đâu. Từ xưa giờ là
tất cả những sách nói về âm dương của cái dưỡng sinh nó không có nói hết những cái điều mình đang bắt đầu mình nói ở đây, nó không có nói hết. Sách nói chung âm ly tâm, thiệt ra cha viết sách chữ ly tâm chưa chắc là chả phân biệt được chữ ly tâm, chữ phất tán, chữ bành tướng như thế nào nữa, tin đi. Cho nên là mình đọc mình cũng ly tâm, mình phất tán, mình cũng bành tướng. Mình cũng tùm lum mà không biết ly tâm là cái gì, phất tán là cái gì. Tâm nào ly, tâm nào mà không ly nữa, tùm lum tùm la trong đó. Nó nhiều chuyện lắm trong cái định nghĩa này. Thật ra mình kéo dài cái định nghĩa nhiều ngày là cũng vì cái lý do này. Thế cho nên tức là đối với mình khi mà mình tập như vậy đó, mình cũng phải rất là thật với chính mình, không dám thật với thiên hạ. Thì đầu tiên mình thật với chính mình. Và khi mình thật với chính mình rồi thì mình ra cuộc sống mình sẽ thật. Tới đây tôi giới hạn, tôi không biết là tôi nói, tôi không biết. Tôi hiểu tới đây là tôi hiểu tới đây. Tôi học là tôi học tới đây. Tôi suy tư tới đây, tôi phân tích tới đây, tôi kinh nghiệm tới đây. Ví dụ gì, nó phải kèm theo tất cả những cái đó thì mới được gọi là mình hiểu ra vấn đề. Còn mình học thuộc không phải là mình hiểu à, đúng không? Học thuộc hiểu không? Nói như định nghĩa là tôi chấp hết rồi, chúng này mình hiểu hết cái phết tán, cái bành tướng. Hiểu hết không? Đó có hiểu đâu. Thì tại sao mà cái mà mình không hiểu mình bỏ qua? Không có chuyện bỏ qua dưới bất kỳ vấn đề nào. Mình phải thách thức mình trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống này. Nếu mình đã bắt đầu học âm dương, không phải học âm dương là học chữ nghĩa, không phải học âm dương là học lý thuyết, mà học âm dương tức là chúng ta đào sâu vào cuộc sống của chính mình. Mình phải hiểu là chúng ta đang bắt đầu đào sâu vào cuộc sống của mình, và chúng ta bắt đầu trở lại cái thực tế của cuộc sống của chính mình. Tại vì âm dương có mặt trên mọi lĩnh vực, thì vậy là mình đào sâu âm dương có nghĩa là mình trở lại cuộc sống rất là thật nè. Mình ăn, mình uống, mình đi, mình đứng, mình nói, mình cười, mình ngủ, mình thức, mình suy tư, mình nghĩ tưởng, tất cả mọi cái đó đều là chi phối của âm dương. Thì vậy là mình cần phải lọc lại cái cân bằng âm dương không? Không cân bằng là không được đâu. Không cân bằng tự nhiên mình bị thiên tịch, ví dụ đang suy nghĩ vấn đề này mà mình suy nghĩ chưa ra cái mình hơi làm biến quá dẹp đi. Hay là cái gì? Âm quá rồi. Không có chịu đào nữa là mình âm. Tức là vấn đề mà mình không hiểu nó, mình không khai thác tận cùng xem như mình đang âm. Đang âm thì bạn làm bằng cách nào để mình phá vỡ này thì mình dương lên. Mình dương lên là mình ít ăn, mình ít uống, mình vận động à, phải ba cái đó dương. Mình suy nghĩ tích cực là dương, rồi mình thở sâu để dương, ví dụ vậy. Tức là phải dương từ thân cho tới tâm, cho tới hơi thở của mình, cho tới thực phẩm ăn và uống, cũng như cái sinh hoạt của mình, để mình phải dương lên. Mình dương lên cái mình suy nghĩ lại nó coi là mình thấy sáng sáng hơn được một chút rồi, ví dụ vậy. Cho tới một cái ngày mà mình dương nó lướt qua cân bằng cái trực giác, cái trí phán đoán mình khai mở, mình nhận ra rõ ràng cái vấn đề này, coi như mình phá vỡ nó. Và như vậy mình mới được quyền dân, hiểu không? Cuộc đời này đừng bao giờ mà chấp nhận chịu thua với bất kỳ vấn đề nào, dù vấn đề đó có quan trọng hay là vấn đề không quan trọng, mà khi mình đã chạm trán là dứt phát là tôi phải phá vỡ nó thì mình mới thành công. Chứ nhiều người á hả, làm không nổi hơi bỏ, vượt qua không được thôi kệ nó đi, cái kiểu không được. Mình không thể nào thành tựu được cuộc đời mình hết á. Cho nên trở lại âm dương là trở lại gốc. Mình xây dựng cái nền tảng âm dương trở lại là mình sẽ đứng vững ở hai cái chân âm dương. Là mình đi đâu mình cũng là âm dương, rất quân bình, rất là rõ ràng, rất là rạch ròi, rất là chính xác, rất là trong sáng, rất là rộng rãi, tức là sâu xa, rất là chuẩn mực. Tất cả những cái đó mình phải hội tụ trong một việc rất là nhỏ. Ví dụ bây giờ mình nhai một miếng cơm mà người ta nói là nhai cho tới ngọt rồi nó sẽ như thế này thế kia thế nọ, nhưng mình chưa từng làm lý thuyết thôi mà nói với ai. Hạt cơm mà mình nhai không bể thì mình nói chuyện gì lớn lao. Suy nghĩ là đi, mấy người ăn ẩu ăn tả dòm lên đi, không bao giờ có trí tuệ sâu. Không phải nhai một bữa mà phải nhai nhiều bữa, không phải nhai một lần mà phải nhai cả đời. Thì càng nhau lâu chừng nào trí phán đoán và trực giác của mình nó càng khai mở nhiều chừng đó. Tại một việc mà mình đã làm cho tới thì không có việc gì trong đời mà mình không thành tựu. Còn nhìn lại mình coi mình có làm tới cái việc gì không từ trước đến giờ. Chuyện gì mình cũng lưng lửng ha. Cho nên đó là người ta có một câu gì sao? Hãy gọi là xuyên qua cái bức tường thành, xuyên qua cái dạng lý trường thành. Cuộc đời mình phải cho mình tới và phải xuyên thấu bất kỳ vấn đề gì.
Nhưng mà mình phải xây dựng trở lại đi, mình phải quyết tâm mình làm chuyện này cho chính cuộc đời của mình. Hôm nay mình làm không xong thì mình gác qua, mình bỏ luôn là không có được. Dứt khoát là không có được, không chấp nhận bỏ qua bất kỳ việc gì, dù việc nó rất là nhỏ. Ví dụ như mình ngồi xuống mình chà cái sân mà chà sơ sơ rồi thôi, mình đứng lên mình xịt nước, mình thấy này cũng còn chút rêu, còn kia cũng còn chút dơ, mình nói thôi bữa nay làm như thôi, bỏ cái ngày mai. Cái mình nữa thì không lẽ bữa nào mình rảnh mình làm, cái ngày kia mình không làm, ngày kia mình không làm, cái tuần sau rêu đầy lại. Mình không có làm tận gốc thì bất kỳ cái gì nó cũng có thể tái diễn lại. Giống như những cái sai trái của mình cũng vậy. Mình vừa có một cái chút mà nó, mình thấy nó không có đúng với đạo đức, nó không có đúng với tình người, nó không có phù hợp với cái đời sống hiện tại của mình, vân vân. Tất cả những cái đó mình thấy nó không có phù hợp một chút. Nhưng mà thôi lỡ rồi, chơi đi rồi mốt rồi sửa. Đúng không? Thì vậy là nó đã lỡ rồi, nó đã lỡ thì nó sẽ lỡ tiếp. Chứ nó không có lành. Vừa lỡ là mình phải làm cho nó lành lại thì mình mới gọi là cái gì? Là khéo gìn giữ được cái đạo đức của mình, không có được sơ hở. Đó, giống như trong kinh Thập Thiện Đức Phật nói là cái gì? Phải mỗi niệm làm cho cái thiện được tăng trưởng, không có bất kỳ một cái niệm ác nào được xen tạp vào thì mình mới đi tới cái thuần thiện được. Học cái này cũng vậy đó, chúng ta phải, cái người mà trở lại âm dương họ hay lắm. Quý vị sẽ tập trở lại nha. Tập đi rồi quý vị sẽ thấy một cái điều hay trong cuộc sống này xảy ra nè. Những cái chuyện mà hết chúng này có ai đồ rách rồi ngồi lại giá lần nào chưa? Ông này hỏi thiệt, hỏi nghiêm túc rồi nha, có không? Có mấy ai ngồi giá đồ đưa tay lên tôi coi thử coi, cả tăng lẫn đi luôn. Tự giá đồ á, tự mai đồ để mặc có mấy người? Mấy người, mấy que à? Khi mà chúng ta giá đồ thì chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm. Ví dụ như tôi nói cái chuyện giá đồ cho nghe nè. Nó quá đơn giản rồi. Bây giờ là một miếng vải đúng không? Mà mình muốn giá để cho nó đẹp thì sao? Nếu mình giá miếng vải vuông, giá vải vuông thì sao? Phải làm sao cho miếng vải này tất cả các cái cạnh nó đều bằng nhau cái gì đúng không? Khi mà mình đã cắt miếng vải các cạnh nó bằng nhau rồi ấy, thì sao nữa? Cái bước thứ hai là cái gì? Mình cuốn cái rìa vải vô trong đúng không? Là bước thứ hai chứ thôi nó không đẹp. Mình để tưa tưa là ít bữa nó cũng vụt, mà phải cuốn cái rìa vải nó trở lại vô trong. Thì khi mình cuốn là sao? Cái đòi hỏi cái thứ hai nó cũng phải sao? Phải cuốn rất là đều, đúng không? Và cái thứ ba là khi mình đặt lên miếng vải đó, mình phải coi cái sợi chỉ của cái áo á, chỉ xuôi hoặc chỉ ngang của cái áo, là mình cũng phải đặt miếng vải làm sao cho nó ăn, đúng chưa? Để thấy là mình có kinh nghiệm may không biết à. cái tiếp là bắt đầu mình đó là, ví dụ như nó là mặt tiền thì mình xài là sợi chỉ đôi, mình xỏ chỉ rồi, hiểu chưa? Nhưng mà xỏ chỉ rồi bây giờ mình may chỉ chiếc hay là may chỉ đôi? May chỉ chiếc hay may chỉ đôi thì sao, ai biết không? Đừng nói mấy người may giỏi hơn tôi à. À, đúng không? Bây giờ mình nói cái chuyện chi tiết là ví dụ như bây giờ mình thấy cái chỗ này là cái chỗ mà nó dễ rách trở lại thì bắt buộc phải may chỉ đôi cho nó chắc. Mai chỉ đôi là mình rút hai đầu sọng chỉ cho nó bằng nhau rồi mình mới cột, đúng không? Thì mình sẽ may chỉ đôi. Nhưng mình thấy cái chỗ này nó không có căng, nó ít khi rách, mà nó là mặt tiền cần phải may đẹp thì may chỉ chiếc. May chỉ chiếc là mình rút một đầu sợi chỉ thôi, đúng không? À, thì mình rút đầu sợi chỉ, đầu nào rút là mình nó kéo dài ra, để khi mình kéo chỉ ra là cái đường chỉ chiếc nó sẽ không thấy thô miếng vải đó. Rồi cái gì nữa? Khi mà nó là mặt tiền mà mai muốn mai cho nó đẹp thì cái đầu kim mà mình khi mình lòn ra ngoài á thì sao? Mình tưởng tượng nha, chỉ ăn một hoặc là hai cái sợi chỉ của cái miếng vải mà mai á, để nó càng ẩn cái dấu mai chừng nào thì nó càng đẹp chừng đó. Nhưng mà là cái đường ra cũng như cái đường vô nó, là ví dụ như mình bây giờ mình xỏ cái đường ra là 1 mm thì đường vô nó là 2 mm đi, thì phải là sao? Phải rất là đều. Ra bao nhiêu, vô bao nhiêu rất đều. Khi mình nhìn thì mình thấy một cái chấm của sợi chỉ lòi ra, cái chấm thứ hai, chấm thứ ba mà không đều là rút kim ra làm lại.
khi mà nó điều trên cái mũi kim rồi mới được rút chỉ, chứ mới rút chỉ rồi thì nó ăn rồi nó khó sửa lắm. Không phải mai vậy không? Mai đồ nó phải chi chít vậy, tức là nói tới cái chuyện mai đồ là mình phải, khi mình đụng tới cái gì là mình phải chi chít vậy thì mới nói là cái chuyện tôi đang làm. Nhưng mà quý vị nên tập làm đi, những cái chuyện chi chít nhỏ nhiệm này là nó sẽ làm gì? Nó sẽ động tất cả các đầu ngón tay của mình. Và nó động tất cả những đầu ngón tay của mình là nó động tất cả cái não bộ của mình. Để ý những cái đứa trẻ đó, những cái đứa trẻ mà nó hay chơi, nó nắng cái này, nó nặng cái kia, nó làm cái nọ, thì đứa trẻ rất là thông minh. Để ý đi. Cho nên người ta tập cho nó làm đủ thứ chuyện, tức là nó sẽ động hết 10 đầu ngón tay của nó đó. Bây giờ mình để ý đi ha. Ví dụ như là cái tay của mình nó chạm lên da mặt, đúng không? Chạm lên vải, chạm lên cái da đùi, chạm lên lòng bàn chân, thì rõ ràng là nó có phân biệt không? Nếu mình nhắm mắt, mình sẽ rờ, mình biết là đây tờ giấy, đây cây viết không? Biết. Có nghĩa cái sự nhạy cảm của cái này thay thế được con mắt rồi, thấy chưa? Đừng có giỡn chơi. Cho nên tất cả những cái hệ thống thần kinh của mình mà nó linh thông, nó nhạy cảm ở cái bàn tay, nó không thua gì những cái sinh hoạt. Tức là đó là những cái linh hoạt gọi là trực tiếp tới não bộ. Cho nên bắt buộc mình phải làm bằng tay rất là nhiều công việc để mình nuôi não này. Để ý những ông già, những bà già, bà già nào mà rảnh rảnh ra rồi là may đồ, rồi lượm thóc, rồi quét nhà này nọ nơi kia đó, mấy người đó không bao giờ lẫn. Những người mà bàn tay không hoạt động mới lẫn, nên nhớ điều này. Để ý những người lẫn là bàn tay không còn làm, có khi cứng luôn cả bàn tay, để ý đi, có phải không? Cho nên người ta về trị liệu muốn cho người già không lẫn, bắt họ phải hoạt động bàn tay. Không có làm gì hả, rưa tới chanh cho ngồi bóp chơi. Trị thần kinh của tất cả những người già, tôi cho hai trái banh long, một thời gian họ sẽ hết thần kinh, tin không? Mấy người ông già bà già mà hay lẫn á, thì cứ phát cho hai trái banh long bóp cho tôi một ngày 8.000 lần rồi người đó hết bệnh thần kinh liền á, hết lẫn liền á. Cho nên muốn làm cho não bộ mà nó luôn luôn tốt thì già trẻ gì cũng phải hoạt động hai bàn tay. Nên làm cái gì để bàn tay được hoạt động? Và nhất là ngón tay cái, người ta nói là nó sẽ giá trị gấp 2, gấp 3 lần cái các ngón tay khác. Tại ví dụ như mình nắm, có ngón tay cái nắm dễ lắm, đúng không? Không có ngón tay cái là nắm hơi bị khó, nó không có vững, nó không có mạnh, không có chắc, không có chính xác, không có đàng hoàng giống như là còn có ngón tay cái. Thì cho nên là về dưỡng sinh á, mình nói tới nhiều lắm, nó ứng dụng nhiều lắm, tức là nó âm, nó dương, nó tùm lum tùm la trong đó. Thì nếu muốn giữ cái não bộ ở đây, tại vì cũng có một số người già, lỡ mà nói tới chỗ này nói luôn, mà người già đừng bao giờ ngưng hoạt động bàn tay giùm tôi, là người đó không bao giờ lẫn. Nghe dễ không? Và trị cái bệnh lẫn lộ của người già là làm sao cho họ hoạt động bàn tay. Một cái banh long, một cái nùi giải, một cái tờ báo. Đó, hồi xưa là tôi tập cho người ta bóp tờ báo, mà thực sự đây là cũng là cái gì đó, tập cái nội công nữa. Hồi nhỏ mà học võ, ông thầy tự nhiên mới có học thời gian, cái ông giao cho mình tá banh, phải bóp cho sát tá banh để buông ra, hoặc là sát bóp cái tờ báo cho sát rồi buông ra. Sau này người ta quýnh mình cái lấy này, nắm một cái nó giải không ra được, chụp một cái là cái bàn tay nó không có nhúc nhích được nữa. Và tới người nào mà để ý, người già nào á, mình vẫn chơi với mấy người đó, mình thử lực là để làm cái gì? Coi cái lực của bàn tay họ còn mạnh hay là yếu. Chọc họ cái họ bóp tay của mình, họ bóp của mình la đau, có nghĩa là người này cái nội lực họ còn tốt. Bóp mà hết còn đau nữa là ba mẹ mình già mà nắm tay con nó, ba bóp mạnh tay con chút rồi ba không vô được nữa là kể như thua rồi đó, sắp đi rồi đó. Không có giỡn đâu, nó vừa thông minh, nó vừa thể hiện nội lực, nó vừa thể hiện đủ thứ trong cái lực của cái bàn tay của mình. Bàn tay mình nhiều thứ lắm, cho nên cần phải biết chút chút về nó. Và nên chăm sóc bàn tay thường trực. Một là hoạt động, hai là vuốt, ba là kéo, tức là phải làm cho bàn tay mình rất là linh động. Càng linh động cái bàn tay, ngón tay chừng nào thì não bộ càng tốt chừng đó. Nếu ai từ xưa giờ mà mình học đâu mình quên đó,
Mình suy tư nông cạn, mình không thể kéo dài cái suy tư cho một việc. Mình không quyết tâm làm cái gì thành công, làm gì mình cũng bỏ dở. Chăm sóc bàn tay thời gian quý vị sẽ rất là tốt, não bộ và quý vị sẽ quyết liệt, quyết chí, quyết lòng gì đó. Cái gì mình cũng bỏ vỡ. Và bây giờ là bàn tay mình hoạt động tốt trở lại, hoạt động thường xuyên bàn tay, chăm sóc sáng trưa chiều nó đàng hoàng. Tôi chăm sóc bằng cách là gì? Tôi vuốt ngón tay nè, quý vị thấy cái kiểu vuốt, vuốt từ trong ra nè, đúng không? Đó, thì tôi vuốt này 9 lần, cái tôi vuốt này 9 lần, vuốt này 9 lần, vuốt này 9 lần. Nhưng mà để là vuốt ở trong, vuốt ra đàng hoàng, đúng không? Thì trở đi trở lại 49 là 36 trong buổi sáng. Nó trở thành một cái bài tập thể dục ngón tay đàng hoàng á. Trưa ngủ thức dậy là chuyện đầu tiên là tôi vuốt ngón tay. Quý vị ngủ thức dậy quý vị vuốt ngón tay là tuyệt vời lắm, tỉnh, tỉnh kinh khủng. Và chiều trước khi đi ngủ nó vuốt ngón tay sẽ ngủ rất là sâu. Bữa nào mà trước khi đi ngủ mà quên vuốt, mình sẽ ngủ không sâu bằng vuốt ngón tay. Thử đi rồi sẽ thấy điều này. Tại vì cái mặt nguyên, cái mặt sau này là cái ót nè, mấy ngón tay là phần trên nè, ở phần trước là bắt đầu qua cái mặt của mình nè, bàn tay, mặt sau, ở sau lưng này là cái phần bàn lưng bàn tay, tới cái cổ nè, tới cái cổ mình rồi nè. Khi mình chăm sóc này là mình chăm sóc não bộ của mình. Và khi chăm sóc não bộ để cho nó hoạt động tốt thì nó sẽ tươi. Nó tươi thì khí sắc mình tươi, rồi cái nhìn của mình về cuộc sống nó cũng tươi nhuận. Nó không có mấy người mà trầm cảm này nọ kia, trị ngón tay nó sẽ hết rất là nhanh. Sử dụng bàn tay nó sẽ hết rất là nhiều cái bệnh, và cả cái cơ quan nội tạng của mình tùm lum tà la trong đó nữa. Nói thật ra là có nhiều khi mình một cái sự việc rất là nhỏ thôi mà mình chịu khó để mình tìm tòi á, thì thực sự là mình sẽ hiểu ra nhiều chuyện. Nhưng mà quý vị mà không có tập như vậy á, không được. Người nam cũng như người nữ, quý vị sẽ bắt đầu trập trở lại để cho cuộc sống của mình nó gì, nó gọi là gì, nó thứ tự lại, nó trật tự lại với mọi việc mà từ xưa giờ rõ ràng là mình thấy mình không có làm được cái gì hết trơn á. Nhất là mình đứng trước công chúng mà mình nói không có ra cái đầu, không có ra đũa gì hết trơn, không ra hông gì hết, đại khái là như vậy. Thì quý vị thử lại coi, mình bắt đầu mình tập mai giá cái đi, cởi nó, áo không rách tập thử thử, nay mai giá tấm này, mai giá tấm kia, mình ngắm thì mình coi cái nó được không, có lệch, nó sẹo, mũi chỉ, đường kim, nó có chi chích cho nó đàng hoàng, cho nó trật tự không. Đừng có cười cái này, quý vị may thử giá thử một cái áo mà tự mình chấp nhận nó là đẹp, đánh giá một cách rất là khó tính trong miếng vải mình đang may. Thử đi, thì quý vị sẽ thấy là cái cuộc đời mình có một cái nhìn khác, không có giống như hồi trước nữa. Đừng có nói chuyện khác, tôi nói cái chuyện may giá. Và mình cứ tập, gọi là ông bà già xưa mình hay lắm, đường kim mũi chỉ tuyệt vời lắm. Bất kỳ cái người con gái nào lớn lên là thiêu thùa mai giá. Tại sao người ta thiêu? Đó, những công gia chánh gì đó mà mình không có gọi là cái gì, không có chi chít, không có tỉ mỉ, không có tạo được cái đẹp mà mình cảm giác rằng mình có thể chấp nhận được. Mình phải làm cái gì mà mình thành công, mình có thể chấp nhận được, thì cuộc đời của mình á, nó sẽ bước 2, bước 3, bước 4 thành công. Không bỏ qua chuyện gì, ví dụ như mình nấu cơm đi. Tôi nói chuyện nấu cơm á là mình chỉ là một loại gạo đó, ngâm bao nhiêu tiếng, rồi là bỏ bao nhiêu muối, và nấu bao lâu, nấu sôi rồi ngưng 2-3 lần gì đó, thì đem ra là 100 nồi cơm khác nhau hoàn toàn, đúng không? Tôi đố quý vị làm sao mà kiếm được hai người giống nhau từ cái nở của hạt gạo cho tới cái ngon của hạt gạo đó. Thì như vậy là mình mai mốt mình tập á, không có nói vậy chứ mai mốt tôi tập hết á, không có dẫn chơi, mỗi người chuẩn bị nấu nồi cơm cho tôi chứ không phải đơn giản đâu. Mai mốt sẽ tiên tổ là 8 người nấu cơm, đúng không? 4 nam 4 nữ nấu, rồi bắt đầu mình ra, mình đưa ra chén, mình sẽ người này nếm miếng trong cái món ăn đó, món cơm đó, rồi sẽ thấy rằng người này là lúc nấu tâm thái làm sao, lửa lớn, lửa nhỏ làm sao, gấp gút hay là quẩn đãi làm sao, tâm âm hay là dương làm sao, cơ thể lúc đó âm hay dương làm sao, sẽ nói hết trong 8 cái bát cơm đó cho quý vị coi. Và nói chính xác tâm như thế nào cho nên ra bát cơm này. Đó, mình phải tập được như vậy. Tức là khi mà mình nói về âm dương thì hành động này thuộc âm, thuộc dương, hành động này cân bằng.
nó sẽ ra cái kết quả âm dương trên thực tế của cái món ăn, cái thức uống của mình. Ở 21 sẽ tới cái màn đó, chứ không phải là mình học lý thuyết đâu, bắt đầu đó. Thì mình phải rèn luyện được cho mình. Bất kỳ người nào bây giờ để ý đi, biết là mấy cái người giàu có quá thì cái phước họ lớn quá, thì cái đó là mình không muốn thọc vô. Nhưng bây giờ để ý đi, người phụ nữ nào, một là mai giá thiêu thùa, không rành, hai là không biết nấu bữa ăn nào cho chính bản thân mình. Đừng có nói với cái chuyện là tôi hạnh phúc suốt đời, không có đâu. Sống trong vàng son ngung lụa, bữa nay người này hầu, mai người kia hầu, hiểu chưa? Là thấy hạnh phúc mà xin lỗi, họ sẽ mất hạnh phúc chỗ khác, tin tôi đi. Hạnh phúc cái gì? Gối chân, tức là hạnh phúc gia đình với chồng, vợ, với con mình. Người phụ nữ mà không biết nấu nồi cơm ngon, biết dạy con ngoan không? Chắc không, đừng có nói chuyện chơi. Nói bây giờ không có bất hạnh với chăn gối với chồng thì cũng sẽ bất hạnh với cái đứa con của mình. Mặc dầu tiền của nhiều, vàng son nhung lụa danh giá, ai cũng biết cái gì đó nổi tiếng tùm lum, về nhà chèm nhèm đóng, giặt bộ đồ không sạch, ủi bộ đồ không xong, nói chuyện bây giờ cái áo rộng sẽ ủi như thế nào, áo dài sẽ ủi như thế nào, áo mà nhỏ sẽ ủi, cái quần ủi như thế nào, mà không có biết tất cả những cái chi tiết, cái quần nào ủi theo cái kiểu gì, áo nào ủi theo kiểu gì mà mình không biết, thì mình nói là chính bản thân mình, tất cả những cái việc đó mà mình không rành thì đừng có nói chuyện thiên hạ. Cho nên có nhiều ông tốt nghiệp những cái trường lớn lớn, tôi nói ông làm ơn đóng cho tôi cái đinh treo áo, không được thì làm giùm tôi. đừng có nói tôi bằng cấp rồi mất công. Tại vì tất cả những lý thuyết đều để làm gì? Đều phục vụ trong đời sống mà. Cho nên lý thuyết này cũng vậy, để thực hiện phục vụ cho đời sống của mình. Nếu như tất cả những lý thuyết mà không phục vụ cho đời sống của mình được tốt hơn thì lý thuyết nó dục người ta không xài, không chơi nữa, mất công, mất thời giờ lắm, hiểu không? Và âm dương, mà từ đầu mình nói khái niệm âm dương là chi phối, chi chích từng cái hành động, cử chỉ, lời nói và suy nghĩ nhỏ nhiệm nhất của con người, và tất cả những cái vật thể, tất cả những cái hình thể lớn mênh mông như vũ trụ, nhỏ như một nguyên tử, đều là chi phối của âm dương. Thì bây giờ mình cần học, cần hiểu nó không? Tại vì á, mình nói đi nói lại cái này hoài để làm cái gì? Tại vì tới giờ phút này tôi vẫn thấy có rất là nhiều tăng ni đang ngồi đây vẫn coi như cái việc này là việc bắt buộc phải học, là tại ông thầy ông đưa ra để học, để trả bài, để ông đánh giá cao thấp. Tôi xin lỗi là tôi không có đánh giá cao thấp quý vị. Tôi nói thật, ở đây là cái lớp mà học gọi là âm dương, được gọi là cái tầng cao rồi. Tôi nhớ lại năm 1997 là phải. Lúc đó là có những cái người quen với một cái chú ở đây, toàn là những cái kỹ sư thành phố, ông Bảo, và những cái người mà cử nhân, những người mà tiến sĩ bạn với ông hai bộ dưới này, giờ không biết ông còn không. Thì xuống chơi với tôi, trong đó có ông Trần Ngọc Tài, là người mà gọi là hơn 3-40 năm về dưỡng sinh rồi. Bữa đó ông Trần Ngọc Tài đem xuống tôi một cái keo là meo màu đỏ đỏ. Tôi hỏi ở meo này meo gì, nó meo bắp đó thầy, meo hồng tốt lắm. Tôi nói hồi được rồi, để nó đi. Kèm theo một cái quyển sách là của nhà xuất bản Phụ Nữ, là 108 thức ăn dưỡng sinh gì đó, và kèm theo một cái hộp gạo lứt, bột gạo lứt rang. Xuống đây thì mấy ông đã nghe cái kinh Kim Cang tôi giảng năm 96 rồi. Riêng ông Tần Trọng Tài ông nói một câu nghe thương lắm, nói là tôi nói thiệt với thầy, tôi biết dưỡng sinh này hơn 30 năm rồi. Và tôi nói thiệt với thầy là mấy ông thầy giảng, không thầy nào giảng tôi nghe được hết. Nhưng mà kinh Kim Cang thầy giảng tôi nghe tới 9 lần, tôi thuộc từng chữ trọng luôn. Bây giờ thầy hỏi khúc nào tôi nói khúc đó cho thầy nghe. Mà bây giờ tôi suy nghĩ, tôi nói một người mà học Phật mà hiểu Phật như vậy mà để bệnh thì rất là tiếc. Cho nên vì tôi đem xuống tôi tặng thầy quyển sách tôi mới dịch, nhà xuất bản Phụ Nữ mới in. Đây là hộp gạo lứt và đây là meo. Tôi nói bây giờ bạn bè chú đây có 4 người, thôi kệ nó đi, tại mình nói chuyện kiểu nhà quê đi. Thì tôi bắt đầu tôi nói về âm dương.
Tôi phân tích cái meo đỏ này là cái gì. Meo đỏ là meo độc. Meo đỏ là meo độc, nó gây ung thư. Tất cả những cái meo mà được lên trong nước tương, quý vị thấy mà vừa có một chấm đỏ là làm ơn làm phước là móc nó ra lẹ lẹ để bỏ cho thôi, nó lây nhiễm là. Mà đã gây ung thư rồi mà nó trở thành nước tương, đối với gì nấu tới 2000 độ nó không có chết nữa. Và vô cơ thể chắc chắn là bệnh ung thư chứ không có đường nào khác hết đó. Tạp meo thì gây cái nhiễm để mà viêm gan, viêm B, viêm mũi, dị ứng, viêm ngứa da này nó kia coi hết. Mấy người ăn chay coi có bị không mà biết liền. Nghĩa chuyện này là chuyện mình không bàn. Thì bữa đó ngồi nói chuyện cũng nhiều, nói tới âm dương mở tầng 1. Tôi nói bây giờ nói âm dương tầng 1, âm dương tầng 2, âm dương tầng 3. Ông Tần ông Tài ông vỗ bàn cái râm. Ông đứng dậy ông nói: ồ thế giới có hiện tượng rít nam một ti, ở Việt Nam có hiện tượng tội hải. Tôi nói ông chưa đâu. Ông về thành phố ông gom mấy cái người bạn mà dưỡng sinh 20-30 năm của ông. Và nếu mà có được chừng khoảng 20 người thì mỗi tuần tôi sẽ lên đó tôi nói dưỡng sinh cấp 3 cho nghe. Dưỡng sinh cấp 3 là đang nói rồi nè, mình đang nói rồi nè. Chờ đợi từ 97 tới 2007, 2017, 2021 là 1/4 thế kỷ rồi. Thế ra không có cơ hội để tôi nói. Không có cơ hội để nói. Và bây giờ thấy là ở thời gian nó cũng trôi qua, mình cũng lớn tuổi không biết còn cơ hội để nói không. Và nếu không nói được những cái này á, thì cái kiến thức âm dương không phải là cái chuyện dưỡng sinh nữa, là kiến thức âm dương của nhân loại nó có một cái gì nó bị khuất đi uổng lắm. Với nhìn âm dương tới cái chỗ tận cùng nguyên sơ của nó, tới cái khởi nguồn của sự sống, hình thành sự sống, mà bây giờ con người ta không đi về nguồn để học, để hiểu cái điều này. Toàn là hiểu cái chuyện trên trời trên mây, mà trên trời trên mây nếu không có âm dương hả, tôi đố anh đi được. Ví dụ như cái tàu vũ trụ nó sử dụng cái gì mà nó bay lên được, nó là âm dương á. Hiểu được cái thằng bay lên coi thằng đó là thằng gì. Không có âm dương nó bay được không? Cho nên từng chi chít rất nhỏ, cho đến những cái chuyện mà cái khoa học tới cái mức độ mà tột đỉnh của văn minh nhân loại cũng không thể nào mà rời âm dương mà thành tựu đâu. Đây là điều mà mình phải biết. Cho nên là vì đó mà mình phải đào sâu là vậy. Bất kỳ ai cũng phải đào sâu tất cả những cái vấn đề mà mình đang từ từ mình đi tới. Nói chuyện như là cái chuyện chơi của mình như vậy đó, nhưng mà sau này quý vị sẽ sống với mỗi ngày á, thì quý vị mà có thoát khỏi mấy cái chuyện mà mình đang nói ở đây á, tôi sẽ cúng cho một cái chùa. Thiệt, cái nào không có chỗ nào mà sót hết trơn á. Hay lắm, mình 94 mình môi từng chi chích nhỏ nhiệm, từng cái hơi thở, từng cái ý nghĩ, từng cái lời nói, từng cái hành động, từng cái món ăn, từng cái món uống. Bữa nay mình thích cái gì mà mình chán cái gì, mình không muốn làm cái gì, thì sẽ coi lại bằng cái định nghĩa âm dương này ra hết mọi chuyện. Hay vậy, nó là chìa khóa để mở tất cả các cánh cửa của cuộc sống. Nếu nói một cái từ chính xác là như vậy, học âm dương tức là có được cái chìa khóa để mở tất cả những cánh cửa của cuộc sống, của đời mình. Và có thể thấu hiểu được khoa học, thấu hiểu được vật lý, thấu hiểu được vũ trụ, thấu hiểu tới cái chỗ tận nguồn sinh khởi của vạn vật, tức là thấu hiểu được trật tự thể của vũ trụ theo kiểu dưỡng sinh. Nhưng mà đối đạo Phật thì mình hiểu được tới cái chỗ tận cùng của đạo lý. Thì như vậy gọi là mình mới học thành công về âm dương, thấu hiểu về âm dương. Chứ còn nếu không là chúng ta sẽ thấy cái giá trị của cái này nó thấp, uổng lắm. Ở đây mà nếu ai chưa thấy được cái giá trị tối thượng, đáng lý không phải là sự kỳ diệu âm dương, mà phải sửa cái đề tài, nó là giá trị tối thượng của âm dương. Thực sự nó là giá trị tối thượng của âm dương chứ. Cái từ vi diệu thì nó cũng ghê gớm, mà nhiều khi người ta không có hiểu ra. Mà hôm rồi mình suy nghĩ tới cái từ đó thì mình sợ người ta thấy mình kiêu ngạo quá, cho nên mình lấy nó mềm mềm lên chút. Tức là giá trị tối thượng là nó dương quá thôi, giờ cân bằng là sự vi diệu. Chứ đáng lý là nó là giá trị tối thượng thật sự. Mình học để mình thấy được giá trị tối thượng của nó, đạt tới tự do vô biên công bằng tuyệt đối theo kiểu tiên sinh nói như vậy. Và kể từ khi tiên sinh Osawa nói cho tới bây giờ thì tôi nghiên cứu một số tài liệu, tôi thấy là chỉ có hai người đệ tử cao đại của ổng là ông Mitsukoshi cũng như ông Ahara. Ông Mitsukoshi thì nhìn lại trong lịch sử thì ổng cũng là một cái giáo sư rất là giỏi.
Nhưng mà cả vợ và đứa con gái đều bị ung thư và bị lên bàn mổ. Bản thân ổng cuối cùng ổng cũng chết trong bệnh tật. Cho nên là đối dưỡng sinh xếp sổ ổng đi không cần bàn. Thì còn lại ông Ahura. Ahura ổng cũng rất là giỏi. Ổng viết cái bài mà Acid và Kiềm để tiếp cận được giữa cái Đông Phương và Tây Phương á. Thì cái lý luận nó cũng tương đối khá. Một số bài của Ahura được. Và cuộc sống của Ahura thì nó khác hơn Mitsukoshi rất là nhiều. Ổng sống trở thành giống như một ẩn sĩ nhưng mà chứ nó không có phải rộng rãi giống như Mitsukoshi. Và nhiều những cái tài liệu dưỡng sinh bây giờ nói thì cũng mít lòng, nhưng mà không nói thì không được. Là sau cái thời đó cho tới bây giờ, tức là từ năm 65 tiên sinh qua Việt Nam cho tới giờ phút này, thì những cái gì đó, những người mà dịch sách, viết sách rồi đó, qua những cái thời đại trước đó, xin lỗi là các vị cũng dịch ra rồi thôi, đọc. Nhưng mà tôi nói là ngay cả cái từ vết tán bành tướng này tôi cũng chưa có thấy sách nào nói được. Tôi nói được thôi, đại khái mình dùng từ đơn giản là nói được. Không thấy, tôi cũng cố tìm không ra. Mà nếu như mấy cái này mà không khai thác triệt để thì nói hiểu âm dương là xin lỗi á. Phải dùng cái từ là xin lỗi là còn nông cạn lắm. Đừng có dạy về thực dưỡng. Họ bây giờ họ nặng tới cái độ là mình hồi cái bài mà cái gì sức khỏe và hạnh phúc mình nói rồi đúng không? Tức là cái thượng sĩ là điều tâm đúng không? Trung sĩ là điều khí và hạ sĩ mới là điều thân. Nên bây giờ là dữ lắm, là thực dưỡng chống côn gì đó cũng thực dưỡng. Thực dưỡng tức là nó ăn không à, là nó thuộc cái tầng nào mình biết rồi, đúng không? Mình đang nói tới phương pháp dưỡng sinh. Mà dưỡng sinh thì trong đó có dưỡng tâm, dưỡng khí và dưỡng thân thì mới được gọi là dưỡng sinh. Còn anh thực dưỡng là anh ăn. Anh tiết thực anh cũng ăn. Mà nói chuyện ăn là nói chuyện hạ sĩ, nói đến cái cấp dưới rồi. Âm dương của mình không phải nói chuyện ăn. Dưỡng sinh là dưỡng cả tâm, cả hơi thở và cả thân mới ra một cái đời sống thân và tâm cân bằng. Một đời sống thân tâm cân bằng thì nó sẽ thấu hiểu được trật tự thể của vũ trụ. Chứ âm thân tâm không cân bằng là chúng ta đều bị kẹt hết. Cho nên tại sao mình muốn nói tới cái lớp này. Mà nếu như mà mình ở đây mà mình không hiểu cái này, không chịu học để cho hiểu cái này thì thiệt là mình cũng hết đường để sửa rồi. Không sửa âm dương thì không có cái gì có thể sửa được, quý vị tin tôi đi. Tại âm dương chi phối tất cả những hành động cử chỉ, lời nói, việc làm và suy nghĩ của mình. Chi chích từ cái việc rất là nhỏ, nếu mình ngay đây mình không có để ý và không cân bằng lại thì đời mình sửa cái gì? Thành ra là bây giờ mình học tới một cái ngày nào ha quý vị nè, mình bắt đầu mình nói lại cái giá trị của cái bài học mà mình đang đi. Nếu bây giờ chúng ta học âm dương cho tới một cái ngày á, thứ nhất là mình sẽ gọi là thấu hiểu âm dương, thấu tận âm dương. Thì thứ nhất là về tâm của mình, tới cái chỗ tận cùng của âm dương là cái gì mình phải hiểu. Hơi thở của mình tới tận cùng của âm dương của hơi thở là cái gì mình phải hiểu. Ảnh hưởng của cái tâm cân bằng âm dương và cái tâm không cân bằng dẫn tới cái đời sống như thế nào mình phải hiểu. Hơi thở cân bằng không cân bằng dẫn đến cái tâm loạn như thế nào và cái thân bệnh như thế nào mình phải hiểu. Và cái cuối cùng là cái thấp nhất là cái ăn từng bữa của mình, ăn như thế nào là cân bằng, ăn như thế nào là đủ, ăn như thế nào là khỏe, ăn như thế nào là khôi phục sức khỏe, ăn như thế nào là khang kiện sức khỏe là mình phải hiểu. Để rồi nói hả, là có thể quăng mình bất kỳ cái môi trường nào thì thứ nhất là mình cũng an lạc, tại vì tâm mình đang cân bằng. Bất kỳ cái hoàn cảnh nào tôi cũng điều hơi thở tôi cân bằng được để tôi gìn giữ cái tâm tôi an và cái thân tôi khỏe. Và quăng tôi bất kỳ cái môi trường nào tôi cũng có thể sống ăn uống cân bằng được, để tôi có thể cân bằng được thân tâm của tôi trong đời sống này, và không còn sợ với bất kỳ một cái bệnh tật nào nữa, không còn ngại bất kỳ cái hoàn cảnh sống của xã hội nào nữa. Mình sẽ tự tại trong mọi cái lĩnh vực của đời sống.
thấy như là chết rồi nhưng mà không chết được đâu. Nếu cân bằng âm dương là khó chết lắm. Nói chuyện vậy để mình thấy là đây là cái nó hơi tế nhị, xã hội này nói sớm quá thì nhiều khi là người ta sẽ có những cái tác động không có hay. Chứ còn khi mà một người đã cân bằng rồi thì giống như tiên sinh nói là sao, giống như các bạn ngồi chiếc thảm bay tự điều khiển theo ý của mình, bay đâu nó sẽ bay theo đó thiệt á. Cuộc đời chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những cái ước muốn của mình khi mình hiểu được âm dương. Cái ước muốn duy nhất của người tu là tâm an thân khỏe, đúng không? Ở cái tầng thấp, sâu hơn nữa là tới định, sâu hơn nữa là khai tuệ. Định tuệ nó cũng là âm dương, sau này sẽ phân tích để mình thấy. Đó là âm dương tới mức độ nào, anh âm tới đâu là dương nó tới đâu, tức là định tới đâu, tuệ tới đâu. Đó mới được gọi là cân bằng âm dương. Còn định không mù tịch, tức là âm lắm rồi. Định không khai mở tuệ là quá âm rồi. Và âm mà trở thành mù mờ. Nhiều khi định rồi xong ra cứ thấy ngọt, không biết tôi đang đi trên trời hay tôi đang đi dưới đất. Không phải, định tới đâu tôi rõ ràng tới đó, và mở tâm tới đâu, mở trí tới đâu, an định tới đó. Mà an định tới đâu là mở tâm, mở trí tới đó, thì đó mới là đúng cái người đang cân bằng. Cho nên mấy người mà học thiền định thì cũng phải hiểu âm dương đi, không có đơn giản đâu. Càng đi sâu vô thì chúng ta sẽ thấy những cái điều này. Thì thành ra là bây giờ mình đang học ở một cái tầng rất là cao về âm dương, không có nằm ở cái lĩnh vực mà thực dưỡng nữa nha. Mình không nói chuyện ở lĩnh vực thực dưỡng thấp đó đâu. Nên ăn như thế nào là âm, như thế nào là dương là cái chuyện quá thấp rồi. Nhưng mà đương nhiên là trên trời mình cũng phải học, mà dưới đất mình cũng phải học thì mới được gọi là âm dương. Sâu quá mình học mà cạn quá mình không hiểu là mình mất quân bình âm dương. Cho nên là cái chuyện mà tâm vẫn phải học để thấy được âm dương của tâm, và khí thở cũng thấy âm dương của khí thở, và thực phẩm cũng như sinh hoạt đời sống cũng thấy. Đó thì vậy là động chúng ta cũng phải hiểu về âm dương của động, và tịnh chúng ta cũng phải hiểu về âm dương của tịnh, thì chúng ta mới là một cái người thấy hiểu một cách trọn vẹn trong đời sống này. Thế cho nên là mình không có thể nào bỏ qua cái này, uổng lắm. Phải nói tất cả mọi người đang ở đây và những người đang nghe ở đây, tôi mong là mọi người đều thấy cái giá trị, mà phải nói là giá trị tối thượng của âm dương mà tất cả chúng ta cần phải học, cần phải hiểu, cần phải thông, cần phải thấu, cần phải vượt thoát âm dương thì chúng ta mới được gọi là học xong về âm dương. Cho nên cái việc ăn uống nó là việc rất là nhỏ. Nhưng mà việc nhỏ mà mình không thông thì việc lớn không thông đâu. Giống như là đừng kim mỗi chỉ mà mình không có thông thì đừng có nói chuyện khác. Bây giờ mới mốt tập mỗi người giá áo đưa tôi chấm điểm. Đó, nên mốt từng chuyện vậy, nói thiệt, nãy này nói nghiêm túc rồi nha. Để thấy rằng anh giá áo được hay không đó. Nhìn chiếc áo giá nó sẽ đẹp thì có được. Đến đó là chuyện riêng của mình rồi đó, lúc đó là không học lớp mà được đâu. Nãy tôi lỡ nói rồi, lỡ nói lý thuyết rồi, đúng không? Thiệt được, cũng nghe nói lý qua, nhưng mà có chưa chắc là khi đã nói qua mình đã làm được. Đúng không? Đừng có nói là tay tôi thô lắm, hồi xưa tôi cầm cuốc không, bây giờ nó cầm kim mới khó. Kể anh chứ cầm kiếm được, cầm kim được thì anh mới là võ sĩ cào. Kim giết người đó, người ta không thấy đâu. À, ví dụ như mà từ xa họ muốn giết người, họ búng cái kim vô đúng cái quyệt để người kia chết là ít ai thấy lắm. Khó đỡ kim mà giết người là khó đỡ hơn cái kiếm á. Thì đó, tâm mình muốn vậy, tâm mình càng mà gọi là đi tới cái chỗ mà vi tế, đi tới cái chỗ tinh vi nhỏ nhiệm á, thì hồi đầu là mình thấy ý niệm thô là mình giận, mình buồn, mình thương, mình ghét, mình hận, mình hờn, mình ganh tị gì gì đó, là cái đó là nó rất là thô. Và cái tâm thô này á, mà mình không có điều tiết được thì chúng ta không có cách nào đi vô thiền định, đúng không? Những người mà hay sân hận, rồi hay ghen tương, rồi hay buồn phiền, hay giận dỗi, hay ghét ghen, coi lại coi mấy người đó tu cái gì. Nó đã thiên thịt quá rồi, không có cân bằng tâm để mà vô định được đâu. Tâm cân bằng mới vô định được, ngồi đó không có dính bên này, không dính bên kia, anh là tự động an. Và anh hít thở mà đúng âm dương cái tự động anh vô định.
Còn bây giờ hở ghen, không có ghen nổi ngoài thì cũng ghen ngầm ngầm. Không ganh tị này, cũng ganh tị ngầm ngầm thì sao tu? Mấy cái người mà ganh tị ngầm ngầm nó giống như lửa than nó cháy ở trong rồi đó. Rồi lửa nó cháy phực phực ngoài nó dễ tắt, mà cái lửa nó cháy ngầm ngầm không khó tắt lắm à. Và để ý là những người phụ nữ mà ghen tị người khác coi có đời sống mình sao biết liền à. Tự nhiên nghe nó thốn thốn gì ở trong mình không biết, là người ta ngồi hoài cái tối tới hồi mình tâm mình yên yên nhìn lại là bữa đó mình thấy nó sao nó đẹp hơn mình hết ta, khó chịu. Phụ nữ kỳ vậy đó. Thấy người ta đẹp hơn tự nhiên khó chịu à. Thì cái đó là cái gì đó, thì cái tâm này mình mà không có thấy ra thì coi như là mình không có thể đi sâu thiền định. Nó có những cái mình thấy nó cười lắm, mình phá nó được cái bữa đó tự nhiên tâm mình nó yên, cái mình ngủ yên rồi mình thiền định sâu rồi cái là thân mình cảm giác nhẹ nhàng là mình đã phá được cái tàng ẩn kín đáo nơi tâm của mình, đúng không? Ai có tu sẽ có kinh nghiệm này, thì phá vỡ cái rút mắt, phá vỡ cái chấp trước, phá vỡ cái vị kỷ của mình. Tức là gì? Tức là cái dòng xoắn nó đi tới tâm rồi đó. Tới tâm rồi, tới một lúc nó trung hòa, nó bùng vỡ ra để nó ra chuyện mới. Thế đó, mình học dòng xoắn rồi mình sẽ thấy cái tâm nó đi tới đâu mới là cùng cái đường của nó. À, ở trong Đạo Phật có cái câu là cái gì? Cực khổ là cực vui, đúng không? Cực mà, cực khổ, cực vui, cực nhiễm là cực tịnh đó. Cực nhiễm, cực tịnh, mình phải tới hai cái đầu của cực này. Và tới cái đoạn mà cuối mình sẽ nói tới cái cực của dương và cái cực của âm. Từ cái bên ngoài vạn vật vũ trụ này tới tới cực nó sẽ ra cái gì? Rồi tới cái gì? Tới cái thực vật nó đi đến cái cực nó ra cái gì? Tới con người nó đang có cái cực nó ra cái gì? Không cực là không có hấp thu nhau được. Ừ, hay vậy đó, tức là trong cái định nghĩa âm hấp thu dương, dương hấp thu âm, lúc đó mình sẽ phân tích cái âm mức độ nào nó hút cái dương mức độ nào. Hiểu chưa? Ví dụ như bây giờ mà đây sau này có điều kiện mình sẽ sống tách biệt nam nữ, sống riêng ra. Các cái trường học quốc tế bây giờ nó bắt đầu như vậy. Nhất là Anh, trong cái đoạn mà từ lớp 5 trở xuống á, thì nó vẫn còn học chung có nam có nữ nha. Bắt đầu bước vào lớp 6 là tuyệt đối lớp nào nam là nam, nữ là nữ. Không có cái chuyện học chung đâu. Để nam nó đi tới cực nam, nữ tới cực nữ, để nó sau này nó gặp nó sẽ còn cái gì đó, gọi là cái sự thu hút á. Hấp thu mình nghe nó nhẹ nhưng mà thu hút nó sẽ rõ hơn, đúng không? Là anh dương quá tự nhiên anh thu hút âm, âm quá tự nhiên anh thu hút dương. Còn nếu mà cái lớp mà học lẫn lộn rồi á hả, là nó đã thu hút đến cái mức nào nó không còn thu hút nữa. Đúng không? Người nữ không còn hấp dẫn người nam, người nam không còn hấp dẫn người nữ, thì cái bắt đầu nó mới sanh cái chuyện tào lao là nữ hấp dẫn nữ, nam hấp dẫn nam. Tại vì nó chung đụng với nhau rồi đó. Một phần cái chung đụng đó, một phần do cái ăn uống, một phần do cái tư tưởng, một phần do cái cấu trúc của cơ thể. Mình sẽ phân tích tới cái mức độ đó là sao. Tại cái người đó sinh ra là họ lớn lên họ không thích người khác phái, thì coi cách ăn uống họ đi. Coi cái ăn uống nó tự hồi trong bụng mẹ, mẹ ăn cái kiểu gì đó, rồi ra đời. Ví dụ người mẹ, cha ăn tốt, mà người mẹ tốt trong lúc mang thai, lúc nuôi, thì lớn lên mình thích ăn cái loại gì à, thì nó sẽ ra cái tư tưởng gì. Trong giai đoạn nhất là giai đoạn mà 7-2-14 của người nữ, 8-2-16 của người nam, trong giai đoạn phát triển sinh lý thì tâm lý nó sẽ đi theo. Và giai đoạn này là cái giai đoạn mà cần phải ăn như thế nào. Thật sự thì mình cần ăn ở cái giai đoạn đầu tiên là cái chu kỳ hình thành tế bào gốc đầu tiên là 7 năm đầu đời, hiểu không? Giai đoạn đó là giai đoạn quyết định cho cuộc đời còn lại. Ở cái tầng thứ hai, tức là sau khai sanh ra, trong cái tầng thứ nhất là trong lúc mang thai 9 tháng 10 ngày, nếu mà mẹ nuôi không tốt là coi như cuộc đời của mình là nó tiêu tan hết cho tới 99,9% rồi. Mình chỉ còn vớt vát được 1% ngon lành là trong 7 năm đầu đời. Nếu không á là cả như là mình coi như cuộc đời này mình thua trắng. Thật ra mình thấy những người thành tựu thì mình nhìn lại coi mẹ ăn uống làm sao, cha sinh hoạt làm sao, trong lúc mang thai như thế nào, ra như thế nào, thì lúc đó mình sẽ có một bài đó. Với xã hội mà nếu mà không học cái này ngay từ đầu thì coi như cuộc đời mình đã bị mất. Mất một phần rất là quan trọng để phát triển tâm linh. Đối với mình cái phát triển tâm linh mới là cái quan trọng, còn cái thành tựu sao kể mấy anh.
thành tựu nào cũng bị thiên tịch hết á. Thành tựu vật chất đều là thiên tịch. Nói như vậy để mình thấy rằng không có thể nhìn một cái người đó thành tựu là sau khi họ là trở thành tỷ phú hay là họ trở thành ông quan ông quyền gì đó, với cái nhìn của mình á là đã hôm trước mình nói rồi, không nói lướt qua rồi, là chính do những cái nhà văn học đã có những cái định nghĩa định lý mà hướng về vật chất hoặc là hướng về tâm linh để nhân loại bây giờ nó đang đi theo chiều nào, và chiều đó là chiều thành tựu của khoa học vật chất. Nếu như bây giờ mà có một người thông minh và nổi tiếng thế giới nói cái chuyện thành tựu của vật chất được kết hợp với tâm linh sẽ cân bằng cái xã hội trở lại, còn bây giờ ai chấp nhận cái đường tâm linh để cân bằng đây? Ai đủ kiến thức, ai đủ chiều sâu để có thể nói tới cái chuyện này cân bằng nhân loại trở lại? Tôi dùng từ cân bằng thôi, tôi không nói chuyện khác đâu. Và khi mọi thứ cân bằng nó sẽ đạt tới cái đỉnh điểm cao của nó, là đạt tới cái đỉnh của tâm linh và đỉnh của vật chất. Và có một cái bài nào đâu đó tôi nói là cái người mà biết hưởng thụ tâm linh thì bằng tới 1 tỷ lũy thừa tỷ lần của người hưởng thụ vật chất. Anh đừng nói anh có xe hơi, anh có máy bay riêng, anh thích bay đâu, anh bay đó, mình muốn ăn cái món gì mắc nhất thế giới là có món đó, muốn xài món gì mắc nhất thế giới có món đó đầy đủ cho anh, được gọi là anh thành tựu vật chất. Nhưng mà cái hưởng thụ đó tôi dám ký giấy là anh chưa bằng 1 phần tỷ lũy thừa tỷ của tôi nữa. Tôi nằm á, tôi bị xô té xuống dũng, tôi cũng hạnh phúc hơn anh bay với bay trên trời nữa, anh tin đi. Thì chuyện này là chuyện khác nhau tuyệt đối luôn, chứ không phải là nói chuyện bình thường. Cho nên khi mà mình đi bằng con đường này là bắt đầu mình lập lại cái nền tảng cân bằng vật chất và tâm linh trở lại. Nhưng mà tận cùng của vật chất nó cũng là tâm linh, khi mình đã hiểu tới cái mức độ tận cùng của âm dương. Cái khởi đầu, khởi nguồn từ cái trường tâm linh rõ ràng, đúng không? Thì ra mới trường địa, trọng lực, tới mới trường điện từ, rồi mới phân cực là electron, tức là điện cực âm, điện cực dương. Do đó là mình thấy rõ ràng vật chất nó không phải tận cùng của vật chất là cái đỉnh điểm, mà tới cái chỗ cân bằng nó bùng vỡ. Thì làm sao đó, đây là cái lý thuyết ban đầu, cái khái niệm ban đầu, nhưng mà suốt cả cuộc đời của đời mình và cái đời sống của xã hội này, mình nếu như không tiến hóa theo cái chiều này thì mình nhìn vui lắm luôn á. Sau này quý vị sẽ hiểu cuộc đời này vui lắm. Còn đây là còn rất là nhiều cái người trẻ, nếu mà kiến thức này mà mình gọi là được thấu hiểu vững chắc thì quý vị sẽ nhìn cuộc đời hay lắm. Cái lúc mà xã hội, nhất là đó, như xã hội bây giờ, mình nhìn ra, nhìn ra tất cả các động cơ, để mình hiểu cái dòng xoắn ốc đó. Hiểu cái dòng xoắn ốc thì mình sẽ hiểu động cơ sống của mình, động cơ sống của bạn mình, động cơ sống của tập thể này, động cơ sống của tập thể kia. Mình sẽ hiểu hết, ngộ lắm, mình hiểu hết luôn cả cái xã hội này. Nhìn theo cái nhìn tổng diện của âm dương mình sẽ nhìn như thế nào. Nếu mình thoát ra vật chất nữa thì còn siêu, còn không thoát ra vật chất mà còn ở trong vật chất là mình sẽ nhìn xã hội theo cái nhìn của âm dương đó hả. Quý vị sẽ lột được hết mọi thứ. Người này tốt do đâu và có sửa được không? Nếu họ xấu có sửa được hay không? Và sửa như thế nào? Chúng ta đang tốt, chúng ta muốn tốt hơn như thế nào? Bây giờ chúng ta không có tốt, chúng ta không có tốt thì đối với mình không nói tới cái chuyện tốt xấu mà mình nói cái chuyện mất cân bằng. À, nói chuyện hiền queo à, mất cân bằng. Nói mà mất cân bằng kiểu này, nói người ta bị mất cái gì đó, người ta bị thần kinh, người ta bị cà tưng cà giật gì thì bị mất lòng đúng không? Mình nói một câu nhẹ nhàng là mất cân bằng. Và mất cân bằng có thể điều chỉnh được không? Xin thưa được. Ví dụ như bây giờ là chúng ta trong cái não mình đang suy nghĩ đủ thứ chuyện, nghe chưa? Nghĩ chuyện này chuyện kia, quá khứ vị lai, thương người này ghét người nọ, đủ thứ chuyện xảy ra trong đầu của mình. Thì mình lấy cái máy, nếu khoa học phát triển thì sẽ đo được cái sóng não của mình á, chứ không cần câu thông các hệ thống thần kinh đâu. Nó đo được sóng não của mình thì nó phóng đại cái sóng não của mình ra thì nó sẽ ra âm thanh, phóng đại khoảng vài ngàn là nó ra được âm thanh á. Ví dụ như trong đầu nghĩ thầy Nhật Đức thấy ghét, ổng đâu có biết đâu. Nhưng mà nó chơi, nó bắt cái sóng của mình, bắt sóng thôi, bắt được cái sóng não của mình thôi là nó sẽ đưa ra máy phốt đại là nghe, nghe rần rần y như nói đây nè. Đâu phải đơn giản đâu mà cái chuyện đó nó gian trong không gian cho các loài các cõi nó thấy được cái suy nghĩ của mình, là lý do đó nó ầm ầm ở ngoài không gian á. Tại vì mình còn kẹt trong vật chất, mình không nghe cái sóng não của mình là âm thanh.
Hiểu chưa? Nhưng mà khi mình đã qua cái tầng vật chất rồi thì tất cả những cái suy nghĩ dù nhỏ nhất của mình nó cũng thành cái âm thanh như mình đang nói chuyện ở đây nè. Cho nên mình không khác người điên, là mình bép xép ở trong này nó nói ra miệng vậy thôi, khác nhau chút vậy. Vì vậy là trừ khi chúng ta tu, chúng ta thiền định, chúng ta làm gì để gọi là cái tốc độ dao động của não bộ, những cái neuron não bộ của chúng ta mà nó không có liên kết nó gì đó thì nó mới dừng những cái phát sóng, những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng, những cái vọng động đó. Còn không là mình cứ còn liên tục nhiều à. Để mình thấy là con người của mình nó cái vốn dĩ nó bép xép vậy. Nó bép xép vậy nó mới dừng. Đi sâu lắm rồi, định là đó. Tới hồi mình thấy cái hay nè ha. Khi mà mình thở được mà ổn định thì tự động cái anh này ảnh lắng đúng không? Thấy hay không? Và khi này ảnh lắng mình thở càng sâu, càng dài, càng chậm, càng nhẹ, càng tinh tế thì anh này nó càng cảm thấy nó thưa ra. Rồi bắt đầu nó nhỏ nhiệm ra. Thậm chí là mình thở gần như là người ta không thể đo được cái lỗ mũi mình này là anh này ảnh tắt á. Cho nên mình sẽ mượn hơi thở, mình sẽ điều chỉnh được cái đầu của mình, điều chỉnh tới cái tâm của mình gì đó là cái anh trung gian, cái anh hơi thở, anh đó thấy vậy chứ mà anh lợi hại lắm á. Thành ra cái người tu của mình mà không thấy được cái giá trị của vật chất, tức là thực phẩm ăn uống, cho tới cái khí thở, cho tới cái tâm ý của mình, mà mình không thấy, không hiểu cái này nó gắn kết, gần như nó là một á. Khi nào mà mình đi sâu vào, tự dưng cái bữa đó mình không phải do mình tập thở, không phải do mình tập thở, mà do mình, một là mình ăn uống, cái thứ hai mình sinh hoạt, nó tự nhiên cơ thể mình nó cân bằng á. Có ngày tự nhiên cái tâm mình nó yên à. Tâm mình nó yên lắng từ sáng sớm tới chiều tối, rồi nó an, nó không có động niệm nữa, nó ít ý niệm, thậm chí là mình thấy nó rỗng, không có ý niệm, tự nhiên cái nghe thân mình nó nhẹ tưng. Thì lúc đó mình không có điều tiết bằng hơi thở đâu, mà lúc đó gần như cái thân mình nó rỗng, nó thở toàn thân. Thành ra cái anh hơi thở anh không có động, mình không có làm cái não bộ động được. Nhưng mà lúc đó tự nhiên mình có cảm giác là thân mình nhẹ tưng đúng không? Tức là cái thân mình cảm giác nó rỗng, nó không có còn trọng lượng của cái thân để nó tạo thành cái vật chất suy nghĩ này nữa, mà nó sẽ tan cái vật chất suy nghĩ được gọi là một cái dạng vật chất, thì nó sẽ, cái thân này nó rỗng là nó trao đổi khí, nó không còn cái lỗ mũi nữa, thì cái tự nhiên mình nghe mình nhẹ tưng à. Vô tình mình được như vậy à, thật sự không phải vô tình đâu, công phu nhiều ngày nhiều kiếp luôn á. Nếu có một ngày tự nhiên mình lướt ngang cái cân bằng đó, những ngang cân bằng, nếu mà một người mà căn cơ giỏi có khả năng như vậy là họ có thể nhận gì sâu hơn. Nhưng mình tại vì thuộc cái dạng căn cơ mình kém, có ngày xảy ra như vậy mình cũng cảm thấy thân mình nhẹ nhàng, tâm mình rỗng, không có động niệm. Ủa mà lúc này giống như mình không có thở, tại vì toàn thân thở rồi. Cái hơi thở tự động nó biến mất. Khi mà biến mất hơi thở nó mới không có động não bộ. Tại đụng tới hơi thở là đụng tới gì? Cái phổi, khí phổi, mà cái khí này nó bơm mạnh đó, thì dòng tuần hoàn nó sẽ chảy mạnh, rồi nó sẽ cọ sát não bộ, nó phát sóng mạnh. Còn tự nhiên cái khí của hơi thở nó không có còn, thì cái dòng tuần hoàn tự động nó cũng nhẹ, và cái phát sóng của não nó cũng khác đi. Đây là những cái sâu để chúng ta hiểu. Sau này mình sẽ nói rõ lại để mình sẽ hiểu được cái điều này, tại sao mình cần phải điều chỉnh hơi thở. Hiểu không? Tức là lên cái tầng mà vật chất xong rồi mình sẽ nói tới cái tầng hơi thở, tại sao mình điều chỉnh hơi thở, và điều chỉnh hơi thở như thế nào để đi sâu vào định thì này. Mình bây giờ mình học, mình hiểu, mình vẫn là không được, ngộ lắm nha. Như tới hồi mình ăn uống để cơ thể mình cân bằng á, thì quý vị sẽ làm chuyện này dễ. Mình nói ủa đó chắc tại tôi tu ít cho nên rồi tôi làm không được. Không phải đâu, cơ thể mình không cân bằng, mình là không có cân bằng cái khí được. Cái nói chuyện này nó trở thành cái gì, cái quy luật rồi. Vật chất thô mà anh không điều chỉnh được thì cái tế lấy điều chỉnh, đúng không? Cái thân này không có cân bằng thì tại sao nó tạo ra cái hơi thở cân bằng? Giống như cái nhiệt ở bên ngoài, bây giờ là cái vùng biển, cái nhiệt độ nó khác đúng không? Cái sông nó nhiệt độ nó sẽ khác, và mỗi một cái vùng thì sao nó bốc lên một cái loại khí khác nhau. Vì khí cân bằng tức là hơi thở mình cân bằng. Hơi thở cân bằng là do đâu? Do nước cân bằng. Do nước cân bằng, nước là máu huyết của mình, mà máu huyết do đâu? Do thực phẩm đó. Nên một cái dòng trở lại thì nó cũng phải từ cái thằng thô tới thằng tế. Đúng không?
Cho nên là cái chuyện mà ăn uống cân bằng là gần như nó là một cái chuyện bắt buộc từng ngày, từng bữa ăn của chính mình. Ăn và uống là chuyện xảy ra từng ngày của mình, đúng không? Nhưng mà thở thì xảy ra từng gì? Từng phút. Không phải từng phút mà từng giây, đúng không? Một phút hít vô thở ra tới 16 nhịp. Thì đó là một phút rồi khoảng 3 giây, hơi thở vào ra khoảng 3 hoặc 4 giây gì đó theo kiểu bình thường của mình. Đó thì vậy là học trở lại cái thực tế nhất là ngay cả uống mình cũng phải cân bằng, chứ không phải ăn không. Bây giờ bữa nay là trời mát nè, đúng không? Rồi là không có làm ra mồ hôi nè. Tức là nay mình không hoạt động, mình không lao động, không ra mồ hôi nè. Mà mình vẫn thích uống ly nước đá. Thì thiệt là mình không biết gì để nói rồi đó, đúng không? Nhưng mà lỡ ví dụ như ngày nay mà mình vẫn theo nguyên tắc là uống lít nước thì mình cũng thuộc cái dạng mà hết thuốc chữa rồi, đúng không? Ngày nay thứ nhất là mình không làm ra mồ hôi. Cái thứ hai là trời đang lạnh. Thì thứ nhất là nếu một người mà hiểu về âm dương, thứ nhất là không khát là không uống cái đã. Không khát mắc gì phải uống. Nhưng mà bị cái lý thuyết là một ngày phải 2 lít nước thì là cái gì? Thực tế là mình đã bị mất cân bằng. Cho nên bữa nay là nếu mình học và mình hiểu cân bằng thì ngày hôm nay mình sẽ cân bằng mình bằng cách là gì? Không khát thì không uống. Nếu có uống thì uống nước nóng và uống cũng vừa chừng. À, ví dụ vậy đó. Và coi nữa là cơ thể của mình ngày hôm nay âm hay dương nữa, rồi phải điều tiết cái lượng nước vào bao nhiêu để cho nó phù hợp với cái cơ thể hiện tại của mình nữa. Chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Thật ra khi mình học hiểu hết rồi, khi mình đụng chuyện cái là mình thấy là trong chớp mắt là mình có cách cân bằng mình rồi. Và được như vậy rồi, quý vị thấy một cái điều kỳ diệu thế này nè ha. Ngày hôm nay mà đụng chuyện, hoặc là trong cuộc sống mình đụng bất kỳ một cái chuyện gì mình cũng cân bằng được rồi, thì ra cuộc đời những cái chuyện khó khăn á, hay lắm, mình sẽ có những cái mà gọi là cái gì, mình cân bằng được thôi, chứ không phải là mình nói mình có lối thoát. Mình sẽ cân bằng được để mình không bị vấp ngã ở cái chỗ mà gọi là sập đổ mình, là không có chuyện có. Cho nên tôi nói với người mà hiểu âm dương là người sẽ giữ được cái gì? Thứ nhất là sự nghiệp của mình, đúng không? Thứ hai là hạnh phúc của mình. Thứ ba là sức khỏe của mình. Thứ tư là tuổi thọ của mình. Bốn cái này sẽ gìn giữ được một cách ổn định. Còn nếu như mà mất cân bằng rồi thì thứ nhất là sự nghiệp sẽ bị sao? Không có giữ vững, có thể lay đổ. Cái thứ hai sức khỏe là chắc chắn rồi. Cái thứ ba là hạnh phúc của mình không có lâu bền. Và cái thứ tư là tuổi thọ cũng sụp đổ luôn. Đó, cho nên là chúng ta phải sau khi mà chúng ta đã học qua khái niệm, học qua định nghĩa rồi ha, sâu trong lòng của mình mà mình không cảm thấy gọi là cái gì đó hứng khởi để học tiếp cái này là được quyền nghỉ. Nghỉ thoải mái khỏi một điểm danh. Hay là tôi nói nghiêm túc đó, tại vì có gì không thích thì đừng có làm. Mà là phải ăn số 7 4 5 tháng đi rồi quay lại học tiếp. Tại vì mình phải dương mình lên. Khi một người hay lắm, tức là mình âm á, mình đụng cái gì mình cũng chán hết đó. Mà mình dương mình đụng cái gì mình cũng hứng khởi á, là thấy ngon rồi đó. Cái chuyện gì trong cuộc sống này nó cũng hay, cũng đẹp, và mình thấy được giá trị từng cái việc rất là nhỏ, thì lúc đó là lúc mà mình bắt đầu thay đổi được trí tuệ của mình đó. Bây giờ mình nghĩ hôm nay là 10 giờ rồi, chiều mình sẽ học tiếp. Chúng sanh vô biên thệ Thầy nguyện tôi.
sự Phật